Xuất sắc các chị yêu ơi. Hi, xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì đầu live, thực sự là tối nay có rất rất nhiều những cái siêu phẩm các chị ạ. Mà em cũng không biết lên cái siêu phẩm nào đầu tiên nữa. Tuy nhiên thì cái set bộ này em chưa lên tông màu đen, cho nên em xin phép được lên tông màu đen đầu tiên. Em chọn cái set bộ này đầu tiên để lên cho các chị yêu, bởi vì cái set này rất nhiều các chị yêu đặt cái tông màu đen đấy ạ. Nhưng mà hôm trước em có hẹn với các chị yêu là tông màu đen thì em sẽ xin phép được trả sau các chị yêu. Chính vì thế cho nên em xin phép được lên mẫu này đầu tiên. Nhưng mà đảm bảo với các chị yêu là ngày hôm nay, tối nay thì nó sẽ phải gọi là một cái like gọi là quá xuất sắc luôn. Nếu như những chị yêu là bỏ lỡ, em đảm bảo các chị yêu sẽ rất tiếc ngẩn ngơ luôn. Đẹp, sang xịn, xuất sắc đỉnh luôn cho em Nga nha. Rồi, các chị yêu ngắm cho em Nga cái set này. Wow, quá là đỉnh luôn. Bộ em đang mặc nó đủ size M, L, XL dành cho các chị yêu đến 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Đấy, nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái set bộ rất là đẹp, cực kỳ sang xinh như em đang mặc với tông màu đen, quá là đỉnh cao luôn. Bộ này em có 5 phiên bản màu và em khẳng định là màu nào cũng đẹp. Các chị yêu ơi, các chị yêu đã nhận hàng cái bộ này nhà em Nga chưa ạ? Chị yêu nào đã nhận được bộ này, set bộ nỉ xốp dòng thiết kế đặt riêng của nhà em Nga, thì các chị yêu thấy thế nào ạ? Nó đẹp không ạ? Đấy ạ, nó đẹp không ạ? Nó sang không? Nó xuất sắc không ạ? Và các chị yêu sẽ thấy ạ, bao giá toàn quốc cho các chị yêu chưa? Trời ơi, không ở đâu có thể có sở hữu được cái set bộ này. Đẹp sang và cực kỳ đỉnh luôn. Chị xem áo nhung ngắn đi em. Chị yêu ơi, chị em sẽ lên theo những cái mẫu của em nhá. Còn chị muốn ưng cái mẫu gì thì inbox vào trong trang hộ em với ạ. Đây, các chị yêu ngắm hộ em Nga. Nga ơi, sao không thấy gọi chốt đơn cho chị vậy? Chị Phạm Loan ơi, nếu mà chị Phạm Loan là khách cũ nhà em Nga đã từng đi đơn một lần rồi ạ, là nhà em nếu chị không thay đổi địa chỉ số điện thoại thì em tự động lên đơn nhá. Còn trừ khi là chị Phạm Loan là khách mới lần đầu tiên, nếu như nhà em Nga chưa gọi điện thì có thể chị để ý với máy hộ em, vì chắc có thể là các bạn đã gọi rồi nhưng mà máy chị bận chẳng hạn, chị không nghe được máy á. Bộ em đang mặc nó là chất liệu nỉ xốp các chị yêu nha. Bộ này siêu đẹp luôn. Bộ này chị yêu nào mà không sở hữu thì em đảm bảo các chị yêu sẽ phải gọi là tiếc ngẩn ngơ. Và ngày hôm nay có rất nhiều những set bộ mà nếu như chị yêu nào mà hôm nay bỏ lỡ những cái siêu phẩm của nhà em Nga. Hôm nay nhá, em về được bộ này, bộ siêu cấp em có này. Bộ siêu cấp em sẽ khui cho các chị yêu một set bộ siêu cấp mới này. Đấy, quần nhung em cũng có, em nói thật sự là đã bắt em có thông báo về tắc biên các chị yêu nhá. Bên bên Trung Quốc lại có dịch, thành ra họ lại đóng biên. Chính vì thế cho nên là những chị yêu nào mà hôm nay có rất nhiều mã, ví dụ như quần nhung của nhà em Nga, nếu các chị yêu nhớ không nhầm là em đang lên cho các chị yêu quần nhung cách đây khoảng tầm hơn 2 tuần rồi. Đến ngày hôm nay mới về. Bình thường quần nhung mà đặt ấy chỉ tầm 3 đến 5 ngày là về thôi, nhưng mà đấy các chị yêu thấy không ạ? Nhiều khi nó rất là nhỡ, đến tận hôm nay là hơn nửa tháng rồi mới về được thêm tiếp quần nhung. Đấy ạ, cho nên là nếu như chị yêu nào mà bây giờ lại bên kia lại dịch thì chắc chắn là nhiều khi không có hàng đâu, hàng nó rất rất là nhỏ giọt và lúc đấy rất khó đặt hàng, các chị yêu như chờ mong mòn mỏi có khi không về được. Cho nên nếu mà tối nay hôm nay chị yêu nào mà bỏ lỡ, em nghĩ chắc chắn là thực sự là rất là tiếc luôn, đảm bảo sẽ không có hàng và đợi chờ nó rất là lâu. Nên là hôm nay toàn siêu phẩm thôi, xét bộ các kiểu, nói chung hàng siêu cấp, hàng cao cấp rồi rất rất nhiều mã, nhưng hy vọng là một buổi tối nay em sẽ lên được rất nhiều mã cho các chị yêu. Rồi, chị đặt bộ này thứ 6 tuần trước thì bao giờ chị nhận được? Em kiểm tra của đơn của chị Đào Thị Huệ đi, xem đi đơn của chị Đào Thị Huệ chưa. Chị nhận quần trắng rồi, em vừa đẹp quá, em cảm ơn chị Moon Moon. Cứ xem em lại, em bảo không hiểu anh à, nhưng mà xem em Nga đúng không ạ, rơi tiền. Nhưng mà các chị yêu thấy gì ạ, rơi tiền có ít mà các chị yêu. Các chị em mình mặc nó đẹp hơn, sang hơn, xinh hơn, mọi người cảm giác ngước nhìn chị em mình hơn đúng không ạ. Chị em mình mặc đồ của em Nga xong đi ra ngoài đâu đấy đúng không ạ, cảm giác yêu đời hơn, tự tin hơn, xinh hơn đúng không ạ, thấy tuyệt vời hơn. Và nhiều người bảo chứ trời ơi sao dạo này đúng không ạ, mình trẻ thế đúng không ạ, mình xinh thế đúng không ạ. Trời ơi, muôn vàn những cái lời chúc rất là tốt đẹp đúng rồi không các chị yêu. Đấy ạ, đâu phải là nhiều khi mình tốn kém, đôi khi các chị yêu tốn kém, nhưng mà đôi khi các chị yêu có nhận lại được những cái lời như thế đâu ạ, lời khen ngợi đâu ạ. Nhưng mà đến với shop em đúng không ạ, các chị yêu lại nhận được muôn vàn lời khen ngợi đúng không ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì đừng bỏ qua cho em set này nha. Bộ này của em Nga em khẳng định luôn, nếu chị yêu nào bỏ lỡ thì cực kỳ tiếc. Trời ơi, em đang mặc màu này là màu đen. Ôi, nhìn cái màu đen này em phải gọi là, nó gọi là đẳng cấp luôn các chị ạ. Không có một điểm gì để che cho em Nga. Em Nga cao có 1m54, nặng 55 hơn, cân hơn. Em đang mặc bộ này size M nhá. Bộ này em có đủ size M, L, XL. Và em có 5 màu cho các chị yêu. Hôm trước em đã mặc bộ 3 màu cho các chị yêu rồi đúng không ạ? Và chắc chắn nhiều chị yêu đã sở hữu. Hôm nay này em sẽ mặc thêm màu trắng này và màu đen, vì hai màu này là cái màu em về sau đấy ạ, nó nhỡ một chút xíu. Và bộ này em có 5 màu như sau.
có màu đỏ đô này. Cái màu này ấy, thật ra ấy, nếu như mà các chị yêu nhìn kỹ ấy, thì nó là màu đỏ sẫm các chị yêu nha. Cái màu này thực tế nó là màu đỏ sẫm các chị yêu, nó đỏ thẫm hơn so với bình thường. Nhưng em gọi nó là đỏ cho các chị yêu dễ chọn nha các chị yêu nha. Nhiều chị yêu thì cứ coi nó gọi nó là đỏ đô, nhiều chị yêu thì gọi nó là đỏ. Nhưng mà cái màu này của em Nga nó đỏ sẫm ạ, đỏ sẫm kiểu đỏ mận như các chị yêu nha. Đỏ mận như kiểu đỏ mận, đỏ sẫm các chị yêu. Đấy ạ. Em có màu đỏ này, em ơi cho các màu với chị nhỉ. Màu đỏ này, màu trắng này, màu be vàng. Trời ơi, cái màu be vàng này của nhà em Nga nó cũng siêu hot. Hôm nay chị yêu nào mà không dinh thì em nghĩ khẳng định là với cái tình trạng tắc biên này thì thực sự rất khó có hàng để về. Cho nên nếu khi hết hàng thì chắc chắn là cực kỳ tiếc luôn. Đây các chị yêu ngắm cho em Nga này. Bộ này của em Nga đang mặc là màu be vàng nha. Ôi ngất ngây. Màu cho em Nga nữa là màu nâu ạ. Nga có quần thể thao màu trắng không? Có chị Lý Hoa, quần thể thao màu trắng em có. Hàng siêu cấp có nha chị Ngọc Anh. À chị Lý Hoa, em có quần thể thao màu trắng hàng siêu cấp ạ. Hàng của DBA, hàng của GNT và gì hàng của GR em đều có chị yêu nha. Đây đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn này, comment cho em đúng cú pháp nhá. Màu này là màu nâu siêu tây rồi ạ. Màu thứ tư cho em nha là màu trắng và màu em đang mặc là màu đen. Bộ này em có đủ size ML XL ạ. Phải đỏ rượu vang không Nga? Kiểu như vậy vậy đấy, đúng chị, đúng rồi đấy chị Ngọc Anh ạ. Kiểu màu đỏ theo kiểu mà các chị yêu hay gọi nó là đỏ rượu vang bởi vì nó là đỏ sẫm, đúng rồi. Các chị yêu dùng cái từ đấy tại vì thật ra nhiều khi em Nga chỉ biết nó là đỏ thôi, nó không phải là đỏ tươi, nó không phải là đỏ sáng ạ. Nó em gọi nó là đỏ thẫm. Các chị yêu, nhiều chị yêu có thể hình dung nó là gần như là đỏ rượu vang ấy, gần như là đỏ rượu vang các chị yêu nhá. Đấy ạ, nên là em cứ gọi nó là tông màu đỏ nhưng nó là đỏ sẫm nhá các chị yêu nhá. Rất là đẹp, cực kỳ xinh luôn. Rồi ạ. Và bộ này của em Nga các chị yêu ơi, hôm nay chị yêu nào bỏ lỡ thì tiếc ngẩn ngơ luôn. Em có màu trắng này, có 5 màu. Màu nào cho em cũng đẹp và đỉnh cao. Trời ơi, màu của em Nga đây. Màu đen này đẹp quá các chị yêu ơi, màu đen này hôm nọ các chị yêu nào chưa chốt nhá hoặc chưa dinh, em phải khẳng định đây là một siêu phẩm xếp bộ nỉ xốp. Đấy ạ, hàng thiết kế đặt riêng, em gọi nó là dòng hàng thiết kế đặt riêng, đẹp sang xịn. Chất liệu nỉ xốp này các chị yêu chỉ khi nào các chị yêu mặc lên trên người, các chị yêu cảm nhận, các chị yêu mới thấy sự khác biệt với tất cả những xếp bộ nỉ xốp hàng cao cấp em đã từng lên cho các chị yêu. Chất liệu của nó siêu đẹp nhá, form dáng cực kỳ xinh và cái họa tiết của nó cũng rất là tuyệt vời luôn các chị yêu. Nhìn cho em Nga này, chỉ đơn giản một cái chữ thêu đúng không ạ, chữ gút rất là tuyệt vời, rất là sang xịn và cảm giác khi mình mặc cái xếp bộ này nên lúc nào cảm giác cũng thấy vui tươi, cảm giác thấy may mắn và cực kỳ yêu đời. Nên chị yêu nào lấy để chốt đơn cho em bộ này. Bộ này thì chắc chắn là em không cần phải giới thiệu quá nhiều luôn vì bộ này của nhà em Nga đang gây bão luôn nha các chị yêu nha. Bộ này của em Nga là đang gây bão luôn, em nói thực sự luôn. Đấy ạ, rất là đẹp và rất nhiều mẫu bộ em gây bão nhưng đây là một trong những set bộ dòng thiết kế đặc riêng và cái mẫu này, bởi vì cái dòng này em đã lên cho các chị yêu mấy mẫu rồi. Nhưng mẫu bo gấu này thì nhà em Nga đang gây bão luôn, bởi vì sao ạ? Lúc nào cũng trong tình trạng là các chị đặt và không đủ hàng để trả cho các chị yêu. Đấy ạ. Cho nên ngày hôm nay em về được. Nếu chị yêu nào mà chưa dinh thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhá. Em bao giá toàn quốc luôn. Em có màu em đang mặc là màu đen này. Màu thứ hai là màu trắng này các chị ơi. Màu thứ hai là màu trắng này. Màu thứ ba là màu nâu này. Màu thứ tư của em Nga nó là màu be vàng các chị yêu này. Cái màu này cực kỳ đẹp luôn các chị yêu ạ. Màu be vàng này nói chung là nó không phải là be sáng, không phải là màu vàng bò mà là em gọi nó là màu be vàng. Cái sự kết hợp ý, những cái gam màu nào mà cái gam màu mà sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu ấy thì nó là một trong những gam màu cực kỳ đẹp nhá. Cái tông của nó đẹp ngất ngây luôn. Đấy ạ, nó pha trộn nên nó rất là xinh. Màu trắng thì cực kỳ sang, màu trắng này thì siêu sang luôn rồi. Màu đen thì đẳng cấp. Và màu này của em Nga nó là màu đỏ, em gọi nó là đỏ sẫm nhá các chị yêu nha. Hay các chị yêu hay gọi nó là đỏ mận, hoặc là các chị yêu nào, nhiều chị yêu thì hỏi nghĩ nó là màu đỏ rượu vang ấy. Đấy ạ, thì tùy các chị yêu. Nhưng nó không phải là kiểu đỏ đô, kiểu đỏ đô đâu, hẳn đâu các chị yêu nhá. Đấy ạ, nên chị yêu nào muốn sở hữu, nói chung là màu nào cho em cũng rất là đẹp, màu nào cho em cũng xinh. Và nếu như chị yêu nào mà chưa sở hữu cái bộ này thì cứ lên lấy cho em hai bộ để thay đổi. Nên đơn cho em bộ này này, mức giá cho em Nga này, nhanh tay các chị yêu nha, không hết size, hết số, hết màu. Em nói thật sự các chị yêu sẽ tiếc ngẩn ngơ đấy ạ. Chốt đơn cho em Nga là M1 đen trắng ạ, đen trắng ạ, be vàng này,
nâu và đỏ nhá các chị yêu nhá, đỏ sẫm cho em nha. 5 màu đủ size ML N 65 cân. Thậm chí chị yêu nào mà gọn người 66 cân đổ về em chốt đơn, mức giá cho em nha là 630.000. Em bắt đầu em chốt đơn ạ. 630.000 cho em set bộ này. Chất liệu mình xốp đẹp sang xịn chất ngất luôn. Nên chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Bộ này không có một điểm gì để chê và em đang gây bão về set này luôn. Các chị yêu nào mà bỏ lỡ cái set bộ này của nhà em nha thì chắc chắn là các chị yêu sẽ nuối tiếc luôn, thực sự luôn nhá. Vì đây là một trong những cái tuyệt phẩm nhá các chị yêu nha, về dòng bo gấu nỉ xốp ạ. Mà cái chất liệu nỉ thì chỉ có khi nào các chị yêu mặc lên người, cảm nhận lên trên người, các chị yêu mới thấy được cái chất liệu này nó sướng, nó thích, nó mê và cảm giác nó cực kỳ tuyệt vời như thế nào. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, với 5 màu cho các chị yêu lựa chọn các chị yêu nhá. Mức giá bao giá toàn quốc luôn ạ, 630.000. Rẻ sang xịn chất ngất luôn cho em nha. Nên các chị yêu cứ lấy 2 màu em chốt đơn. Đấy ạ, em bắt đầu em chốt đơn mã này. Nên chị yêu nào lấy thì đừng bỏ qua nha. Chậm tay là hết đấy ạ. Chậm tay là hết size, hết số, hết màu lại đợi các chị yêu nha. Đẹp sang chất ngất luôn. Trời ơi, cái màu đen này các chị yêu lấy đi các chị ơi. Hôm nay em mặc màu đen này em khẳng định các chị yêu lấy màu đen đi ạ. Em phải nói thật sự là không phải là cái mã nào nhá, riêng về những cái dòng này không phải mã nào em cũng kêu gọi các chị yêu lấy màu đen đâu. Nhưng mà các chị yêu nhìn em nói thực sự, cái màu đen này của em Nga này nó rất là hài hòa luôn, nó rất là sang. Và các chị yêu nhìn cho em Nga này, nó có một cái điểm nhấn á, cái bo gấu của nó nha. Các chị yêu nhìn cái bo này, cái bo của nó khi mà em mặc, em để nó bo bo như này, các chị yêu thấy không ạ? Nó có cái độ kiểu hơi nở, hơi kiểu hơi thi thoảng là các chị yêu thấy không ạ? Nó hở cái kiểu ánh vàng ở chỗ này ra này, ánh vàng nâu ở chỗ này ra này, nó rất là đẹp. Và họa tiết logo của nó rất thêu, rất là đơn giản, cực kỳ sang xinh nhá. Dễ mặc mà độ tuổi nào cũng mặc được cho em Nga. Gấu bo tay cho em Nga này, trời ơi nó chất ngất luôn. Phải gọi là nó đẹp đẳng cấp mà, đẹp từ form đến dáng đến chất liệu. Bộ này của em Nga không có một điểm gì chê. Mức giá thì em phải gọi là siêu mê luôn. Em khẳng định là các chị yêu mua bộ này nhà em Nga không mua ở đâu được với mức giá này luôn. Em đảm bảo em bao giá toàn quốc trên thị trường. Các chị yêu mua bộ này nhiều khách nhà em Nga bảo Nga ơi Nga, sao Nga có thể bán được bộ này rẻ thế ở Nga ơi? Vì nơi khác bán của những cái bộ này nhà em Nga đắt hơn hẳn hơn 200.000 một bộ. Thì các chị yêu biết rồi, có những nơi người ta bán, tại vì khách nhà em Nga đấy ạ, khách nhà em Nga bảo là Nga ơi Nga, sao Nga bán bộ này mà rẻ hơn nơi khác hơn 200.000 một bộ. Em bảo vậy chị ơi, chị cứ lấy thử bộ này của em Nga về, chị so sánh với cái bộ mà chị bảo là mua đắt hơn 200.000 của em Nga xem có giống y xì hay không nhá. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn, mức giá cho em Nga 630.000 em chốt đơn, đủ size ML, XL, 2XL. Bởi vì bộ này của em Nga rẻ những mấy trăm nghìn một bộ cơ mà, tại sao nó không gây hot được ạ? Nó phải gọi là gây bão luôn các chị ạ. Bộ này của em Nga rẻ hơn những nơi khác quá là nhiều như thế, cho nên bảo sao nó không gây bão. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nha. Mức giá cho em Nga 630.000. Comment cho em đúng cú pháp em chốt đơn. Màu nào cho em cũng đẹp, các chị yêu cứ lên lấy hai màu để em thay đổi nhá. Đã, comment cho em đúng cú pháp là em Nga lên đơn ạ. M cho em Nga là M1 nhá các chị yêu. M1 hộ em đang mặc bộ M1 này, size M. Size M là size em Nga đang mặc dành cho các chị yêu từ khoảng tầm 48 cân cho đến dưới 55 cân đổ về mặc cho em size M. Từ 55 cân đến dưới 60 cân, 60 cân đổ về mặc cho em bộ này size L. Và 65-66 cân tính theo chiều cao 1m6 các chị yêu mặc cho em bộ này XL nhá. Em Nga đang mặc bộ này là size M nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp để em Nga nên đơn. Đẹp, sang, xịn, chất nhất và cực kỳ đỉnh cao. Mức giá thì không thể tưởng tượng nổi ạ. Chỉ có mức giá là 630.000, bao giá toàn quốc luôn ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Ok, em chốt đơn cho chị Bích Hảo màu đen size L ạ. Chị Vũ Trương Dinh Vũ một bộ màu đen, ok ạ. Cho em thêm chiều cao cân nặng nhá. Chị yêu nào muốn chốt được hàng chắc chắn lên cho em chiều cao cân nặng nếu các chị yêu chưa rõ về size, hoặc các chị yêu cho em luôn size nếu các chị yêu đã nghe về size cho em nha, tư vấn ạ. Em mặc bộ này size M dưới 55 cân đổ về mặc M, dưới 60 cân đổ về mặc size L và dưới 65-66 cân đổ về mặc cho em size XL hộ em. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em nha, 630.000, chất liệu mỉ xốp các chị yêu nha. 5 màu, màu nào cũng đẹp ạ. Chị Lưu Thị Xỉu màu đen size L ok ạ. Chị Điệp Vân màu vàng, màu vàng 1 này, màu đen 1, mình cao 1m63, nặng 63 cân size XL ok ạ. Chị Bích Hảo ok ạ. Chị Vũ Trương Dinh Vũ cho em thêm chiều cao đi ạ. Chị Lê Nhương màu đen, màu nâu ạ. Chị Lê Nhương là hai bộ đúng không ạ? Ok ạ. Cho em xin thêm chiều cao cân nặng nhá. M1 màu be, màu be, màu vàng be, chị gửi áo ra cho em chưa? Chưa thì gửi cùng bộ này luôn nhá. Ok chị Ngọc Yến, nếu mà chưa đi đơn em sẽ ghép đơn luôn cho chị Ngọc Yến ạ. Đi đơn rồi đấy. Chị Ngọc Yến ơi, bên em lại gửi đơn áo của chị mất rồi, cho nên bộ này em xin phép được đi thành tách đơn thành đơn mới chị yêu nha. Chị Đoàn Tiếu một M1 màu đen em chốt đơn ạ. Bộ em đang mặc chỉ có mức giá là
630.000 bao giá, bao form, bao chất toàn quốc. Hôm nay chị yêu nào mà không sở hữu thì em nghĩ các chị yêu tích ngẩn ngơ luôn. Tiếc ngẩn ngơ đấy các chị yêu à. Nên chị yêu nào lấy thì đừng bỏ qua nha. Chị nâng ra một màu đen size M ok. Chị Nguyễn Mến màu đen size M ok ạ. Chị yêu nào lấy comment cho em đúng cú pháp M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Chị được phân là một đen, một lô vàng là màu gì? Màu vàng bạ, vàng bò này em. À be vàng, be vàng. Màu này là màu be vàng ạ. Màu be vàng ạ. Màu be vàng ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn. Mức giá cho em nha là 630.000. Số cái màu đen này đẹp quá luôn. Chị bắt hình như chị bị ẩn cái chỗ này đấy. Chị em à, ok chị Lê Thúy Quỳnh chờ chút xíu em sẽ mặc màu nâu luôn ạ. Ok chị Lê Nhương cao 1m52 nặng 51 cân. Em giới thiệu lại màu cho các chị yêu nào vào sau nhá. Màu em đang mặc màu đen, màu thứ hai màu trắng, màu thứ ba màu nâu, màu thứ tư màu be vàng, và màu be vàng hay các chị yêu gọi là màu vàng be. Màu vàng be là màu pha trộn đấy ạ. Cái màu vàng be này này là cái màu pha trộn. Nói chung những cái gam màu là màu pha trộn thì cực kỳ thích. Màu này của em Nga nó là đỏ sẫm các chị yêu nhá, không phải đỏ, không hẳn là đỏ đô đâu các chị ạ, nó là đỏ sẫm. Đỏ kiểu dạng như kiểu đỏ mận nhá, đỏ mận, đỏ rượu vang ấy các chị yêu nhá, chứ nó không phải là đỏ sáng á. Nên rất là đẹp, màu nào cho em cũng đẹp. Em ơi mặc màu trắng chị xem. Ok chị Lê Hòa, em sẽ mặc màu trắng mà. Hôm nay em khẳng định với các chị yêu là cực kỳ mê ly luôn. Chị Trương Bích Nguyên mở size M ok ạ. Chị Vũ Trương Dinh Định cao 1m50 nặng 47 cân size M ok ạ. Chị Lê Nhương rồi ạ. Chị bị ẩn hết rồi. Ok ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn nha, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Màu trắng là áo màu trắng, quần màu trắng các chị yêu nha. Trời ơi, em đứng luôn màu đen này. Em đứng luôn màu đen, chị yêu nào lấy màu đen thì nhanh tay nha. Comment cho em đúng cú pháp MLXL. Em đang mặc bộ này size M, nói thật là bộ màu đen này em đang mặc không có một điểm gì để chê luôn. Các chị yêu nhìn em Nga nhá, em chỉ cao có 1m54, em nặng 55 cân hơn. Đấy ạ, nhưng mà phần trên em gọn, mông dưới các thứ đùi em rất là đậm. Mà các chị yêu nhìn em mặc bộ này. Đấy ạ, em đứng như thế này cho các chị yêu nhìn thấy thế nào, nó quá đẳng cấp luôn ấy ạ. Bộ này á, nó phải gọi là đẳng cấp đỉnh cao luôn cho em Nga. Trời ơi, cảm giác đứng kiểu gì nó cũng rất là đẹp nhá các chị yêu ơi. Mê ly luôn cho em Nga. Một siêu phẩm xếp bộ thể thao quá là chất luôn. Cực kỳ tuyệt vời, form dáng đẹp kiểu Giáng sinh. Chị yêu nào cũng mặc được cho em Nga. Chị yêu nào cao cũng mặc rất là xinh nha. Đẹp, xuất sắc, mức giá thì em bao giá toàn quốc. Bộ này của em Nga đang gây bão luôn. Và ngày hôm nay em mới lên được cho màu đen. Chính vì thế nên chị yêu nào mà chưa sở hữu màu đen thì comment cho em màu đen. Tức là những chị yêu nào đã sở hữu những cái màu trước đấy rồi có thể lấy thêm màu đen hoặc màu trắng cho em Nga. Bởi vì hôm nay em mới lên đen và trắng. Còn những chị yêu nào mà chưa sở hữu một bộ nào thì có thể lấy một hai màu cho em để thay đổi. Bởi vì bộ này em khẳng định với các chị yêu đẹp, sang xịn, chất ngất luôn, mặc đỉnh cao cho em Nga. Đấy ạ, và các chị yêu có thể mua cho mình, mua cho người thân yêu, quá là xuất sắc luôn rồi. Mức giá 630.000 em chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo đây ạ. Đây ạ, các chị yêu ngắm kỹ màu đen cho em Nga này. Trời ơi, ngắm kỹ màu đen cho em đi ạ. Rồi các chị yêu chốt nhá, không bỏ qua là tiếc ngẩn ngơ. Trời ơi, cái bo đai này, cái bo đai này, cái họa tiết logo theo này, túi này, đặc biệt là chất liệu ạ. Em không nói gì nhưng đặc biệt nó là chất liệu các chị yêu nhá. Nói gì thì nói, phải nói là cái chất liệu của nó quá là đỉnh luôn. Đấy ạ, không có một điểm gì để chê cho em Nga cái bộ này. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Em đang mặc bộ này size M, bây giờ em sẽ sang màu trắng ngay luôn ạ. Đấy ạ, đẹp quá. Như Thị Xỉu M1 size N đen. Chị Lưu Thị Xỉu vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em Nga nhá. Rồi bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo. Chị yêu nào mà còn muốn sở hữu màu đen thì cứ comment cho em màu đen nhá. Đấy ạ. Và bây giờ thì chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em sang màu trắng ngay vào luôn nha. Đấy ạ, chị yêu nào lấy đen thì nhanh ngay comment đen nha, đừng bỏ qua là hết nha. Chị Lê Thu Thủy M1 XL đỏ đen ạ. Chị Lê Vượng M1 màu đen. Chị Đoạn Tíu M1 màu đen. Chị Ngọc Yến M1 màu be vàng ạ. Chị Bích Hảo M1 màu đen size L. Chị Lê Nhương M1 màu đen và nâu ạ. Chị Điệp Vân M1 màu đen và be vàng ạ. Chị Nguyễn Thảo M1 màu nâu ạ. Chị Nguyễn Mến M1 màu đen ạ. Chị Nông Giang M1 màu đen size M ạ. Chị Trương Bích Nguyệt M1 size M màu be vàng ạ.
Chị Vũ Trương Dinh Vũ M1 màu đen ạ. Chị Nguyễn Thị Hảo M1 XNB vàng ạ. Chị Phạm Hạnh M1 size M màu đen và nâu ạ. Chị Nguyễn Lan, Nguyễn Lan M1 size N cho em xin màu ạ. Chị Hà Thị Tre M1 màu đen ạ. Chị Thị Út Đoàn M1 size M màu đen ạ. Chị Phạm Cúc M1 size M màu đen ạ. Chị Nguyễn Lan, Nguyễn Lan cho em xin màu ạ. Chị Heo Lê M1 size L màu đen ạ. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn nha. Bộ này em không có size S đâu ạ. Bộ này em có size từ MLXL các chị yêu, khớp tiếc không có size S các chị yêu ạ. Ôi cái bộ này em phải gọi là tuyệt phẩm luôn ạ. Đây ạ, em mặc màu trắng nhá. Cho chị màu đen. Chị Phật Nguyễn Lan, Nguyễn Lan size L màu đen ạ. Ok ạ. Sang không các chị yêu? Bộ này của em Nga em đang mặc màu trắng đây các chị yêu ơi. Các chị yêu nhìn nó có sang không ạ? Trời ơi, nó phải gọi là sang hết nấc, sang đẳng cấp luôn. Em phải khẳng định với các chị yêu, chắc chắn là các chị yêu nếu như tìm cho em Nga một set bộ nỉ xốp bo gấu thì chắc chắn là chưa có set nào vượt đẳng được cái đẳng cấp của cái set này của nhà em Nga đâu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Trời ơi, tông màu trắng sang vô cùng và cực kỳ đẳng cấp luôn. Ôi đẹp quá các chị yêu ơi, màu trắng em Nga đang mặc đây các chị yêu ạ. Đẹp, sang, xinh và quá là chất gất luôn rồi. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một siêu phẩm set bộ nỉ xốp với tông màu trắng. Tông màu trắng là cái tông màu sang chảnh nhất các chị yêu nhá. Trong tất cả các gam màu thì gam màu trắng bao giờ cũng được coi là gam màu sang chảnh nhất. Đấy ạ, à, thường bọn em hay trêu là gam màu trắng là gam màu nhà giàu đấy. Bởi vì sao? Thực sự ai mặc được gam màu trắng nhé, các chị yêu sẽ biết. Đấy ạ, là nói chung các chị yêu mặc gam màu trắng là cực kỳ đỉnh đấy. Em nói thật sự, chị yêu nào mặc được gam màu trắng là gam màu cực kỳ đỉnh. Bởi vì sao ạ? Nói thì mình cứ phải nói đúng thật sự là màu trắng là màu sang chảnh nhất, đỉnh nhất ạ. Nhưng nó cũng chính là cái màu mà chị em mình dễ dưới dễ gì ạ, đúng không ạ? Đi đâu hay làm cái gì không cẩn thận một chút xíu là mình có thể bị quệt. Đấy ạ, mình giữ gìn nhiều nhất, giữ gìn hơn tất cả các gam màu khác. Nhưng nói đến ai mà mặc được gam màu trắng thì nó phải gọi là gam màu sang chảnh, cực kỳ đẳng cấp và rất là mê. Trong muôn vàn những set bộ thể thao thì bao giờ những cái gam màu trắng cũng là gam màu sang nha các chị yêu nha. Đây, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Nhưng không phải là màu trắng nào mà các chị yêu cũng sẽ thấy nó cực kỳ tuyệt vời đâu các chị yêu. Nhưng các chị yêu nhìn cái bộ này của em Nga, nó quá là hoàn hảo và cực kỳ sang xinh. Chất liệu em đang mặc là chất liệu nỉ xốp các chị yêu nha, cao cấp rất là tuyệt vời, cực kỳ mini cho em Nga. Nó là dòng thiết kế đặc riêng các chị yêu, họa tiết logo thêu nổi cho em Nga này, phần tay bo gấu này. Ôi cái cách phối của nó quá là đẳng cấp và quá là đỉnh cao luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Chất liệu mềm, co giãn, đàn hồi siêu sướng luôn cho em Nga. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái set bộ này mức giá ngày hôm nay 630.000 thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp. Màu đen, màu trắng, màu nâu, màu vàng be, màu đỏ nha các chị yêu nhá. Màu nào cho em cũng đẹp và khẳng định với các chị yêu là chị yêu nào mà không lấy thì nhanh tay bỏ qua là hết, là cực kỳ tiếc các chị yêu nha. Đấy ạ, bộ em đang mặc là size M, đủ size MLXL dành cho các chị yêu đến 65 cân đổ biếm cho đơn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. Mức giá cho em Nga 630.000 ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy. Chị Thoa Bùi M1 size M màu đỏ ạ. Chị Nguyễn Thị Ngân M1 XNB vàng ạ. Chị Heo Lê M1 size L màu đen ạ. 42 cân mặc rộng chị. Chờ em chút xíu, hình như em đang về cả 2XL để em nhìn lại tất. Đấy, bị mất rồi. Các chị yêu ơi, chờ em tí xíu ạ, em vừa bị ao mất mạng ra. Chờ em tí xíu nhá, em vừa bị ao mất mạng ra. Em vừa bị ao mất mạng ra các chị yêu ạ. Chờ em một chút xíu ạ. Rồi. Em vừa bị ao ạ. Shop mà shop Nga siêu tầm được hàng độc. Em cảm ơn chị Lê Cảnh, tối nay có size to không? À. Trời ơi, bộ này các chị yêu ơi, bộ này của em Nga các chị yêu ơi. Bộ này của em Nga này, em có này, màu bộ này em có size 2XL các chị yêu nha. Bộ này em có size 2XL các chị yêu, trừ màu be vàng không có được size 2XL. Còn các màu còn lại em đều có size 2XL các chị yêu nha. Bộ này em có size 2XL, em quên mất luôn ạ. À. Đây ạ. À. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga, comment cho em đúng cú pháp.
mã kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại. Bộ này em có size 2XL các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Chờ em chút xíu, em vừa bị ao mất mạng ra. Em vừa bị ao mất mạng ra. Rồi ạ. Chị yêu nào mà lấy nhá thì comment lại giùm em Nga. Em Nga có màu đen, màu trắng, màu nâu và màu đỏ nhá, đều có đủ size 2XL dành cho các chị yêu đến 70 cân đổ về em chốt đơn. Bộ này em có đến size 70 cân các chị yêu nhá. Mức giá cho em Nga là 630.000. Nên chị yêu nào mà những chị yêu nào mà 65 cân cho đến 70 cân nhá, mà mấy hôm trước không dinh được thì hôm nay hoàn toàn các chị yêu có thể dinh được cho em nha. Mức giá cho em Nga là 630.000 cho em set này. Em đang mặc set này là màu trắng nhá. Bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo đây ạ. Trời ơi, vừa xong em bị out. Rồi em sẽ lên màu tiếp theo nha các chị yêu nha. Các chị yêu vào lại cùng em đi ạ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy màu trắng thì chốt đơn cho em màu trắng. Chị yêu nào lấy đen chốt đơn đen. Và chị yêu nào 70 cân đổ với em chốt đơn. Em có size đến 70 cân. Màu đen em có đến tận 70 cân. Màu nâu 70 cân. Màu be thì em chỉ có size MLXL thôi. Màu đỏ em có đến 70 cân các chị yêu nha. Nên chị yêu nào mà chưa sở hữu bộ này với mức giá 630.000. Và những chị yêu nào mà lần trước ấy ạ, tại vì lần này em bù em có về được size 2XL. Em vừa mới kiểm tra đấy ạ, là có 2XL về. Đấy ạ, mà em quên mất là mã bộ này lần trước chỉ có MLXL. Lần này em phải gối cả 2XL về. Cho nên chị yêu nào mà muốn dinh sở hữu bộ này với 2XL thì các chị yêu chốt đơn cho em Nga nha. Còn bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo. Rồi bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu. Bộ này của em Nga màu gì cũng đẹp. Em phải khẳng định là chị yêu nào mà dinh nhá, các chị yêu nhanh tay chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc sang màu tiếp theo nha. Comment cho em đúng cú pháp này lên đơn. Đấy ạ. Em vừa mặc màu đen này, màu trắng này. Nói chung là màu trắng là màu quá sang chảnh luôn rồi. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp đen. Đấy ạ, trắng. Chị yêu nào mà vừa thoát ra không xem được like thì vuốt like lại giúp em Nga nhá. Em vừa mặc bộ đen đầu like. Em phải khẳng định là các chị yêu ơi, bộ này cho em Nga nhá. Ít nhất là cứ dinh đen cho em đầu tiên. Còn một màu nữa các chị yêu muốn lấy màu nào cũng được. Em phải nói khẳng định với các chị yêu là các chị yêu nào mà chưa sở hữu màu đen, các chị yêu cứ dinh cho em bộ này màu đen đầu tiên. Em vừa mặc bộ đen đầu tiên ấy, em phải gọi là mặc đỉnh cao luôn các chị yêu ạ. Đấy ạ. Chưa bao giờ kêu gọi các chị yêu màu đen đâu, nên nhưng mà các chị yêu ơi hãy lấy màu đen đi ạ. Các chị yêu sẽ thấy nó cực kỳ tuyệt vời. Chị Hương Vũ M1 màu trắng ạ. Chị Dung Lê M1 2XL màu đen ạ. Chị Hoài Minh M1 màu đen size 65 cân ạ. Chị Điệp Vân cho em xin số điện thoại ạ. Xếp bộ này giá 630.000 ạ. Còn lại nhá, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Màu nào cho em cũng đẹp, màu nào cho em cũng xinh. Hoặc nếu mà chị yêu nào mà chưa xem được like hoặc phát ai like ra mà chưa đặt được hàng bên em Nga, các chị yêu có thể chụp ảnh màn hình để qua inbox. Nhưng lưu ý cho em Nga là phải inbox sớm ạ. Nếu không chậm tay sẽ hết hàng, đợi hàng các chị yêu ạ. Lâu đấy, không nhanh đâu các chị yêu ạ. Bởi vì biên lại tắt. Trời ơi, cái bộ này đẹp quá. Màu cho em màu nâu này. Nâu cho em Nga này. Ôi. Em phải khẳng định là bộ này các chị yêu lấy màu gì cũng đẹp. Đấy ạ, nhưng mà màu đen là cái màu mà chưa bao giờ em kêu gọi các chị yêu. Bởi vì thực sự là màu rất là xinh. Ngất ngây luôn cho em Nga. Đây ạ, chị yêu nào lấy chị chốt đơn cho em Nga. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây luôn các chị yêu ơi. Nó đẹp ngất ngây luôn chứ các chị yêu ạ. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp nha. Mã kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp ạ. Dây bên trong nó là quần chun nhá các chị yêu. Đây ạ, cặp cho em Nga này, dây cho em Nga này, cặp chun cho em Nga. Chất liệu nỉ xốp cao cấp và màu em đang mặc là màu nâu. Chị Dung Lê size màu đen size 2XL ok ạ. Chị Hương Vu màu trắng ok rồi ạ. Đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Ngọc M1 màu đỏ. Ok, chị Nguyễn Thị Ngọc màu đỏ em chốt đơn ạ. Đủ size ML, XL, 2XL. Màu nâu em đang mặc đủ size ML, XL, 2XL. Bộ này của em Nga, em khẳng định với các chị yêu bộ này nhà em Nga là bão luôn. Chất
bộ này nhà em Nga là đang gây bão luôn ạ. À. Trong những cái set bộ nỉ xốp em Nga đã từng lên cho các chị yêu, và đặc biệt là cái form dáng thiết kế này các chị yêu nhá, là đang gây bão luôn, đang thu hút cực kỳ các chị yêu. Bởi vì sao ạ? Chất liệu của nó này, form dáng của nó, kiểu dáng của nó, và đặc biệt là gì ạ? Chất của nó và giá của nó thì cũng quá là đẳng cấp luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em đảm bảo cái bộ này nhà em Nga chắc chắn nhiều chị yêu, nếu như mà không mua đúng ở shop em hay nhiều chị yêu mua nơi khác thì sẽ đắt hơn rất là nhiều. Còn nếu như mà mua ở đâu mà rẻ thì chắc chắn các chị yêu sẽ mua, nó sẽ chắc chắn sẽ có hàng nhái các chị yêu nhá. Khi mà em Nga đã lên như thế này thì em khẳng định với các chị yêu, nếu các chị yêu không mua rõ nguồn gốc, các chị yêu sẽ rất dễ bị hàng nhái luôn. Tức là nó sẽ không phải là cái chất liệu nỉ xốp như em Nga đang lên cho các chị yêu đâu. Mặc nó êm, nó dịu, nó nhẹ, nó thoáng, cảm giác mặc lên nó như không mặc với các chị yêu. Cái chất liệu nỉ xốp này các chị, khi mà các chị yêu mặc vào người nhá, các chị yêu nhá, lúc đầu ví dụ các chị em mình cầm ấy thì các chị em mình không phân biệt được nỉ xốp này với nỉ xốp kia đâu. Nhưng mà khi mà chị yêu nào mà mặc rất nhiều các loại với nhau, hàng từ hàng cao cấp, hàng siêu cấp, hàng thiết kế đặt riêng rồi hàng siêu cao cấp nữa, các chị yêu, tức là các chị yêu đã mặc trải qua rất rất nhiều những cái dòng như thế rồi, thì khi các chị yêu cầm sờ vào cái chất liệu và các chị yêu mặc vào cái chất liệu, các chị yêu mới thấy được cái sự là cái sự khác biệt về cái chất liệu các chị yêu nhá. Chứ còn nhiều khi mình cứ cầm người ta cứ bảo là xốp, nhưng đôi khi các chị yêu sẽ thấy không biết được đâu các chị ạ. Nên khi mặc bộ này của em Nga các chị yêu sẽ thấy trời ơi nó sướng ạ. Nó phải gọi là tuyệt vời các chị yêu nhá. Màu em đang mặc là màu nâu. Màu em đang mặc là màu nâu đủ size ML, XL, 2XL dành cho các chị yêu đến 70 cân đổ về em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có mức giá là 630.000, bao giá bao form bao chất toàn quốc, chuẩn hàng tang mác chính hãng này cho em Nga nha. Em bao giá cho các chị yêu và chuẩn tang mác hàng loại một xịn sò xuất sắc đỉnh như thế này cho em Nga. Cái tang mác này, cái thương hiệu này nhà em Nga thì chắc chắn các chị yêu biết rồi. Về những cái đồ bộ vào mùa hè nhà em Nga là các chị yêu biết rồi, nó đã là như thế nào rồi, nó đã có thương hiệu rồi đấy các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào mà chưa sở hữu thì nhanh tay chốt đơn đi ạ. Màu em đang mặc là màu nâu này, màu thứ hai là màu đen này. Trời ơi, ngất ngây luôn, màu đen này, màu và be vàng các chị yêu này, màu trắng cho em Nga, và cuối cùng em sẽ lên màu đỏ cho các chị yêu nha. Đây ạ, màu em đang mặc là màu nâu đủ size ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc màu be vàng. Màu be vàng là cái màu mà em thấy rất nhiều các chị yêu lựa chọn, bởi vì sao? Cái màu này nó là sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu. Tuy nhiên màu be vàng thì em chỉ về được size ML, XL cho các chị yêu đến 65 cân thôi. Cái màu này nó không bị sáng. Bình thường chị yêu nào mặc be thì các chị yêu hay thích mặc sáng thì mặc be đúng không ạ? Nhưng mà be thì nó lại sáng quá. Mà vàng bò thì đôi khi nó sẫm quá. Cho nên cái màu này ấy, nó là cái màu kiểu be vàng các chị yêu, vàng be các chị yêu. Nên khi các chị yêu kết hợp giữa hai cái gam màu nó rất là vừa phải, nên mặc lên nó vừa sáng da vừa dễ mặc. Đấy, ai cũng mặc được cho em Nga và cực kỳ xinh. Gấu quần của nó là bo nha các chị yêu nhá, nhưng mà bo nó rất là thoải mái luôn. Chị yêu nào mà cao thì cái bo này ấy, nó cảm giác khi chị em mình mặc xuống nó như là cái gấu quần của chị em mình thôi. Cho nên mặc cực kỳ dễ chịu, thoải mái và cực kỳ xinh. Nói chung cái bộ này của em Nga không có một điểm gì chê. Chị yêu nào may mắn chắc chắn sẽ mua được bộ này của nhà em Nga với mức giá 630.000. Còn chắc chắn nếu như các chị yêu không mua tại nhà em Nga, mua ở nơi khác chắc chắn đắt hơn rất là nhiều, em khẳng định luôn. Mà nếu như nhà em Nga mà khi đã hết hàng thì các chị yêu tìm mua nơi khác thì em đảm bảo với các chị yêu là không bao giờ có giá này luôn. Đấy ạ, form giá đẹp bởi vì nhà em Nga em về cho các chị yêu biết rồi, những cái dòng như này em toàn về cho các chị yêu là loại một, loại chuẩn ạ, hàng đầu. Còn mấy nữa các chị yêu khi thấy mà các chị yêu mua nơi khác thì lúc đấy chắc chắn nó sẽ có hàng khác các chị yêu nha. Chút xíu nữa em sẽ lên cho các chị yêu một mã. Vì sao em nói là nó sẽ có hàng siêu cấp và hàng cao cấp? Chút xíu nữa các chị yêu sẽ được biết là đâu là cao cấp và đâu là siêu cấp ạ. Đấy ạ. Nên là khi em bán hàng em nói rất là rõ luôn. Rồi em qua màu này, em sẽ lên màu be và cuối cùng em sẽ lên màu đỏ cho các chị yêu nha. Chị Oanh, Nguyễn Thị Oanh M1 XL nâu ạ. Chị Hoa Đỗ M1 màu nâu ạ. Chị Quân Vi M1 màu đen ạ. Chị Tý Trần M1 XL đen ạ. Chị Nguyễn Giang Huế M1 màu nâu ạ. Chị Trương Thị Khuê M1 màu nâu ạ. Chị Nguyễn Hường M1 màu đen CM ạ. Chị Thu Hiền M1 màu nâu CM ạ. Chị Hoa Đỗ màu nâu em chốt rồi ạ. Chị Chín Hoàng M1 màu đen 55 cân ạ. Be vàng nhá, vàng be này, màu này siêu đỉnh luôn. Chị Chín Hoàng cho em xin lại số điện thoại bị thiếu một số ạ. Chị Chín Hoàng cho em xin lại số điện thoại với ạ. Wow. Bộ này của em Nga màu gì cũng đẹp các chị yêu ơi. Đây màu be vàng đây ạ. Các chị yêu thấy thế nào ạ? Màu be vàng đúng không ạ? Đúng như em nói không các chị yêu? Các chị yêu thấy mặc cái màu này nên các chị yêu nhá, khác biệt luôn cho em Nga đúng không ạ? Nó không phải là màu be, nó không bị sáng. Đấy ạ.
nên khi mà mặc lên nó rất là dễ mặc. Ai thích màu cái gam màu sáng sáng, các chị có mặc cho em cái gam màu này thì quá là đẳng cấp, đỉnh cao luôn rồi. Trời ơi, nó đẹp chất ngất luôn ạ. Màu nào cho em cũng đẹp. Bộ này màu nào cũng đẹp các chị yêu nhà. Từ màu đen cho đến màu trắng, cho đến màu nâu, cho đến màu vàng be như của em nha. Và cuối cùng sẽ là màu đỏ mận các chị yêu nha. Hay các chị yêu gọi nó là màu đỏ sẫm với các chị yêu, hoặc màu rượu vang cho em nha. Đủ size ML, XL. Bộ này em có đủ size ML, XL. Còn các màu khác thì đủ size ML, XL, 2XL nhá. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là mã M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Em khẳng định với các chị yêu là bộ này của em nha, nó sẽ là đỉnh cao luôn. Đẹp xuất sắc đỉnh, và chị yêu nào nhận hàng cũng mê, và chị yêu nào mặc lên cho em cũng đẹp. Nên chị yêu nào lấy thì đừng bỏ qua cho em nha. Hết hàng thì cực kỳ tiếc, lại phải đợi chờ đấy các chị yêu. Vì bộ này em nói thật sự luôn, mà đợi chờ cũng không biết lúc nào, ví dụ như là nó hết, đôi khi chưa biết lúc nào là sẽ có, đúng không ạ? Hoặc có thì ví dụ như là có màu nào hoặc size nào, đúng không ạ? Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Em đang về cho các chị yêu sẵn số lượng để các chị yêu có thể chốt được như thế này. Nên nếu như chị yêu nào mà bỏ lỡ thì cực kỳ tiếc luôn. Đảm bảo các chị yêu là tiếc ngẩn ngơ luôn đấy. Đây, màu em đang mặc là màu vàng be. Trời ơi, bộ này không có một điểm gì để chê cho em nha rồi. Càng mặc càng mê, càng mặc càng xuất sắc cho em nha. Từ nãy đến giờ em mặc đến tông màu thứ tư luôn rồi, nhưng các chị yêu sẽ thấy ạ, màu nó rất là đỉnh luôn. Từ thiết kế cho đến form dáng họa tiết đến tay, mọi thứ đều hoàn hảo các chị yêu nhá. Nên chị yêu là lấy chốt đơn 630.000 cho em nha. Bây giờ sẽ lên màu cuối cùng luôn ạ. Rồi ạ, em lên màu cuối cùng luôn nha. À, có số nhỏ không chị Duyên Đông ơi? Bộ này của em nga size M là size nhỏ nhất mất rồi chị Duyên Đông ạ. Chị Hoa Đỗ lấy gì thì inbox vào trong trang giúp em với ạ. Ok chị Hoa Đỗ ạ. Rồi ạ, bây giờ em sẽ lên màu đỏ là màu cuối cùng, sau đó thì em qua mã, xin phép được qua mã luôn nhá. Vì bộ này chị yêu nào mà lấy thì cứ comment cho em nga hoặc inbox vào trong trang hộ em ạ. Bộ này em khẳng định với các chị yêu là cực kỳ đẹp, chị yêu nào mà bỏ lỡ thì cực kỳ tiếc nha. Em lên màu đỏ cuối cùng và sau đó em xin phép qua mã. Tâm M1 màu nâu và đen size L ạ. Chị Điệp Vân lấy M1 cho em xin số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Giang Huế M1 màu nâu. Chị Trương Thị Thuê M1 size M màu nâu. Chị Nguyễn Hường M1 size M màu đen. Chị Thu Hiền M1 size M màu nâu ạ. Chị Chín Hòa M1 màu đen ạ. Chị Ti Trần M1 XL đen. Chị Quan Vi M1 màu đen. Chị Hoa Đỗ M1 màu nâu. Chị Oanh Nguyễn Thị Oanh M1 XL nâu. Trần Thị Minh Tuyết lấy bộ đang mặc thì ghi rõ M1 và cho em xin màu ạ. Bộ này là chất nỉ xốp ạ. Chất nỉ xốp nha, nhưng mà dòng này của em Nga là dòng riêng các chị yêu nha, dòng thiết kế riêng chứ không phải nỉ xốp kiểu cao cấp hay là nỉ xốp thông thường các chị yêu thường mua đâu. Nỉ xốp này của em Nga là nó là dòng thiết kế riêng ạ, cho nên cái chất liệu nỉ xốp của nó cực kỳ đặc biệt luôn. Các chị yêu mặc cái chất nỉ xốp này nó vừa nhẹ vừa êm vừa thoáng vừa dễ chịu. Form dáng đẹp kiểu dáng xinh và mọi chi tiết cho em đều đẳng cấp. Nên em khẳng định với các chị yêu là các chị yêu mặc cho em bộ này thì quá là mê luôn. Chị yêu nào mà bỏ lỡ thì tiếc ngẩn ngơ ạ. Đây. Rồi. Màu em đang mặc màu cuối cùng đó là tông màu đỏ. Chị yêu nào yêu thích màu đỏ, bởi vì màu đỏ này của nhà em Nga thì hôm trước em lên nó là gây bão luôn rồi. Em khẳng định màu này nhà em Nga hôm trước là cháy hàng đúng không ạ? Bao nhiêu chị yêu đợi hàng cái bộ này ạ? Bao nhiêu chị yêu đợi cái màu này ạ? Và bao nhiêu chị yêu nào phải đi sau cái bộ này đúng không ạ? Em khẳng định luôn vì bộ này nhà em Nga quá là hot luôn. Vì hôm em nói rồi, những cái tông nào mà em lên và em có nói với các chị yêu là tông này là một này, tông vàng be là be vàng là hai này, là những cái gam màu em nói thật sự nó quá xuất sắc đỉnh. Đấy ạ, còn ngày hôm nay thì em về được thêm cái màu trắng và màu đen. Đấy ạ, nên những chị yêu nào các chị yêu thấy mặc màu đen em mặc ở đầu line quá xuất sắc luôn. Đấy ạ, ngoài cái gam màu đỏ em đang mặc đỏ sẫm cho các chị yêu nha. Đỏ này của em Nga đỏ sẫm, nó không hẳn là đỏ đô đâu các chị yêu nha. Nó không hẳn đỏ đô ạ, nó là đỏ sẫm, các chị yêu hay gọi nó là đỏ mận hay là đỏ rượu vang tùy các chị yêu, bởi vì nó là đỏ sẫm chứ nó không phải là đỏ đô, cũng không phải là không hẳn là đỏ đô ạ, mà nó không phải là đỏ tươi nên nó rất là dễ mặc, đủ size ML, XL. Hôm nay em có bộ này đến tận 2XL dành cho các chị yêu đến 70 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga cái set bộ em Nga đang mặc nhá. Mức giá cho em Nga là 630.000, bao form, bao chất, bao giá toàn quốc cho các chị yêu. Thì các chị yêu nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Bộ này thì rất rất nhiều các chị yêu phải đợi chờ luôn rồi, nên chị yêu nào mà hôm nay không dinh được bộ này thì tiếc ngẩn ngơ. Đấy ạ, em mặc lại cái màu đỏ để cho các chị yêu ngắm. Đấy ạ, nên các chị yêu nào muốn lấy một và hai màu thì các chị yêu có thể lựa chọn 5 màu như em Nga vừa lên. Đen, trắng, nâu,
vàng be, be vàng và màu em đang mặc là màu đỏ các chị yêu nhá. Mức giá cho em 630.000 đủ size M, L, XL, 2XL. Bây giờ em giơ lại 5 màu và sau đó thì em giới thiệu cho các chị yêu một tuyệt phẩm này nữa. Rồi ạ. Rồi ạ, em giơ lại 5 màu nhá, 5 màu một lần nữa sau đó thì em qua mẫu. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em đúng cú pháp để em lên đơn. Màu em đang mặc là đỏ này. Màu thứ hai là nâu này. Đây ạ, màu thứ hai là nâu này. Màu thứ hai là màu nâu này. Màu thứ ba là màu đen này. Màu đen này đẹp ngất ngây luôn. Màu đen này đẹp quá trời luôn các chị ạ. Màu thứ hai là màu đen này. Ôi nhìn cái kiểu phối cái họa tiết này các chị ạ, nó rất là đẹp luôn, cực kỳ cân đối và cực kỳ xinh. Màu thứ ba cho em Nga nữa này. Màu thứ tư đúng không ạ? Màu thứ tư là màu trắng này. Màu trắng nói chung áo màu nào quần màu đấy các chị yêu nhá, màu trắng thì siêu sang. Nói chung chị yêu nào mặc màu trắng thì em phải gọi là đẳng cấp luôn đấy ạ. Em phải dùng từ đẳng cấp luôn các chị yêu nhá. Đây, màu trắng cho em Nga này, đẹp không các chị? Các chị yêu mua hai màu xong về các chị yêu phối gì cho em cũng được, tách áo ra mix đồ cho em cũng rất là sang xinh. Kiếm những cái áo này xong mix với áo trắng này, nếu mà các chị yêu đi đâu ấy, cả mặc cái áo trắng này cho em Nga mix với các cái quần màu đen cũng được. Đây, như cái áo màu đen mix cái quần màu đen cũng rất là xinh. Đây, và màu cuối cùng cho em Nga đấy là màu vàng be. Màu vàng be nhá, nên chị yêu nào lấy chút đơn. Rồi bây giờ em giới thiệu qua về cái mã thứ hai. Trước khi em sang cái đồ bộ tiếp theo thì cho em xin phép được giới thiệu nhanh thôi ạ, mấy phút về cái set này thôi. Bởi vì cái quần này của em Nga nó quá hot luôn rồi. Rồi ạ, đấy là màu các chị yêu nha. Còn bây giờ em xin phép được giới thiệu về cái quần chip này. Quần chip này thì em nói thật sự với các chị yêu là các chị yêu thấy em Nga là bao nhiêu lâu rồi mới về được cái quần này. Em phải nhớ không lầm chắc là đến nửa năm chưa các chị yêu. Cái quần này của em Nga không biết là đến nửa năm chưa ạ. Tiến mùi mơ hồn màu đỏ xây mờ ạ. Ok ạ. Chị Hà Nhí mờ 1 cho em xin màu ạ. Ok ạ. Chị Nương Tùng Thợ mờ 1 XN đỏ. Ok ạ. Trần Liên mờ 1 XN đỏ. Ok ạ. Chị Nguyễn Tâm mờ 1 màu đen. Ok ạ. Chị Chín Hoàng là cho chị hai bộ màu đen trắng. Màu đen và màu trắng đúng ạ. Chị Chín Hoàng là lấy cả màu đen và màu trắng đúng ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay đi ạ. Chị Chín Hoàng, chị Nguyễn Tâm màu đen ok ạ. Chị Cung Tuyết màu đỏ cao 1m50 nặng 57 cân mặc size L cho em Nga, chị Cung Tuyết nha. Rồi ạ, chị yêu nào muốn sở hữu set bộ này nhà em Nga thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nha. Bộ này hôm trước em cháy hàng, em nói thật sự em cháy đúng trên một like. Nên chị yêu nào mà nhiều chắc chắn là nhiều chị yêu hỏi sau là các chị yêu biết rồi đúng không ạ. Rồi còn bây giờ thì em xin phép được giới thiệu cái quần chip này. Đấy ạ, em giới thiệu nhanh thôi, em nói thật sự cái quần chip này của nhà em Nga thì em nói thật sự là cái quần chip này của em Nga nó là dòng chất liệu cốt tông các chị yêu nhỉ. Và cái phần quần này thì nó có pha cái lớp ren như thế này. Quần này thì mặc siêu thích luôn. Có cái bản cặp to ren bụng các chị yêu nhá, và rất là dễ mặc luôn ạ. Quần này siêu dễ mặc và nó là chất liệu cốt tông. Chị yêu nào cứ 65 cân đổ về em chốt đơn cho các chị yêu. Form dáng đẹp kiểu dáng xinh và rất là dễ mặc luôn. Và quần này thì em nhớ không lầm chắc là em cũng phải đến không biết nửa năm chưa là em đã mới về được cái quần này. Nên chị yêu nào muốn sở hữu quần này mức giá ngày hôm nay nhá, siêu tốt cho các chị yêu luôn. Em nghĩ là cái quần này chưa bao giờ em có mức giá này. Bởi vì cái quần này của em Nga này, cái mức giá của em Nga ấy, nó cứ tăng theo tiền tệ các chị yêu nhá. Ví dụ như em nhập về cái đợt tệ của nó vừa phải ấy, thì là cái giá em sẽ làm cho các chị yêu tốt hơn. Còn đợt trước các chị yêu nào nhớ cái quần này của em Nga đúng không ạ? Em nhớ không lầm là em bán cho các chị yêu. Đấy, vì là cái đầu vào của em nó cứ như thế nào thì nó đầu ra nó bị ảnh hưởng các chị yêu ạ. Em nhớ là quần này ngày xưa em bán cho các chị yêu là 400.000 một set 10 chiếc đúng không ạ? 400.000 một set 10 chiếc đúng không ạ? Còn ngày hôm nay nhá, chị yêu nào muốn mua cái quần này cho em Nga, comment cho em đúng cú pháp là M2 một set em bán combo một set 10 chiếc cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 380.000 một set. Chị yêu nào lấy comment cho em Nga là M2 em chốt đơn nha. Bao gồm các màu mix màu cho em Nga, một set mix màu, màu nào cho em cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Quần này cực kỳ đỉnh luôn rồi, nên chị yêu nào lấy M2 nhanh tay chốt đơn cho em M2 ạ. Em bán một set mix màu các chị yêu nhá, 65 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em một cái chiếc quần rất là đẹp, cực kỳ sang xinh, đơn giản nhẹ nhàng, chất liệu cốt tông cao cấp rất là hoàn hảo như thế này thì cứ comment cho em đúng cú pháp M2 cho em Nga và chuẩn hàng cao cấp xịn loại 1 cho em Nga. Đấy ạ, và quần này của em Nga em bị tăng giảm cho đúng tiền tệ. Em nhớ có một lần em bán là 400.000, lần này duy nhất lần này em về lần đầu tiên em bán được là 380.000. Bởi vì sao? Mức giá đầu vào nó được rẻ hơn so với lần trước 20k thì em cũng bớt cho các chị yêu đúng 20k luôn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Bao nhiêu lâu mới về nhưng mà hôm nay về lại được rẻ. Em nói thật sự là nhiều khi, đấy ạ, nhiều khi nó là cái duyên đấy các chị ạ. Nhiều khi nó là cái duyên chứ không phải lúc nào cũng được đâu. Có khi mà vài tháng nữa em về được cái quần này, lúc đấy em lại phải lên giá. Bởi vì sao? Cái đầu vào lúc đấy
cái nguồn liệu á, cái nguồn liệu bên Trung Quốc các chị ơi nhá. Có một số những cái nguồn liệu mà các chị thấy á, có những cái mã quần em chưa lâu lắm rồi em chưa về, cả đến gọi là phải hơn nửa năm rồi chưa về. Nếu các chị yêu nào nhớ cái quần Beautiful của em bên em không ạ? Cái quần đấy các chị yêu thấy bao nhiêu lâu rồi em chưa về mà cái quần đấy ai mặc cũng mê, đúng không ạ? Và cái quần này cũng là như vậy. Nên chị yêu nào lấy quần này thì chốt đơn nhá, 380.000 cho em một set thôi, bao giá cho các chị yêu. Rồi ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Một set em bán là combo gồm 10 chiếc mix màu nhá, màu nào cho em cũng đẹp và màu nào cho em cũng sang, cực kỳ sang xinh cho em nga. Chất liệu cho em nga là cốt tông, 380.000 một set 10 chiếc ạ. Đẹp, sang xịn, dễ mặc và có cái bản cặp gen siêu thích như thế này. 65 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy ghi hộ em đúng cú pháp là M2. M2 em bán theo set nhá, một set gồm 10 chiếc mix màu cho em nha, 380.000. Quá đẹp, quá sang, quá là rẻ luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em nha là M2 em chốt đơn ạ. Rồi ạ, chị Bình Yên M1 màu đen ạ. Ok ạ. Trần Thị Minh Tuyết M1 size L đen ạ. Ok ạ. Chị Thúy Kiều M1 size L đỏ. Ok ạ. Chị Cường Hường M1 màu đỏ. Ok ạ. Chị Lê Nông M1 màu đen. Ok ạ. Chị Nguyễn Thuê M1 màu đen. Ok ạ. Chị Trần Liên M1 màu đỏ. Ok ạ. Chị Nguyễn Tâm M2. Ok ạ. Chị Trần Minh M2 ạ. Ok ạ. Có đồ bộ 42 cân không bạn? Chị Quốc Đạt em có rất là nhiều mẫu ạ. Chị Bình Yên M1 màu đen size L ok ạ. Chị Trần Niên ok rồi ạ. Chị yêu nào lấy M2 nhanh tay chốt đơn nha. 380.000 cho em nga một set 10 chiếc mix màu ạ. Đấy ạ. Em ơi mặc màu đen. Cảm ơn. Chị Đào Loan ơi em vừa mặc màu đen rồi đấy chị. Đào Loan đây em mặc màu đen đầu line này, em kéo lại line nha. Quần thì chị yêu nào lấy chốt đơn đây ạ. Màu đen của em nga đây ạ. Các chị yêu không phải suy nghĩ về màu đen của em luôn. Đây ạ, màu đen của em đây các chị yêu nha. Đây chị em thằng M2, chị Lê Thu M2 ạ. Chị yêu nào lấy M2 cứ chốt đơn hộ em ạ. Đây. M2 cho em Nga đây ạ. Trời ơi, M2 của em Nga thì nó gọi là đẳng cấp luôn rồi. Các chị yêu ngắm kỹ M2 cho em màu đen này. Đây ạ. Chị yêu nào mà chưa nhìn thấy màu đen ạ, chưa nhìn thấy em mặc màu đen nhá, em nói thật sự là các chị yêu tin em đi ạ. Thật ra khách nhà em Nga gần như nhiều chị yêu mua em Nga là bằng niềm tin đấy ạ. Bởi vì thực sự là các chị yêu mua em Nga, có thể các chị yêu quý em hoặc là quá tin tưởng vào em Nga, nên các chị yêu mua em bằng niềm tin. Em nói thật sự là những cái gam màu nào em nói với các chị yêu là những cái gam màu của em Nga cực kỳ hot, là bao giờ nó cũng cháy hàng. Đấy ạ, các chị yêu cứ tin em Nga đi ạ. Chắc chắn là như vậy luôn. Màu đen nếu mà hôm nay các chị yêu nào mà không bỏ, các chị yêu nào mà không lấy màu đen đủ size MLXL dành cho các chị yêu đến 70 cân, em đảm bảo các chị yêu là chắc chắn là không có hàng màu đen. Đấy là điều đầu tiên ạ. Màu thứ hai của em Nga đang mặc chính là màu đỏ. Đấy ạ. Màu đầu tiên là màu đen nhá. Màu đen là màu đầu tiên em mặc cho các chị yêu trong cái bộ này, nay này. Nếu chị yêu nào mà không lấy, em đảm bảo các chị yêu sẽ cháy màu đen và các chị yêu sẽ phải đợi chờ. Và màu thứ hai là cái màu mà siêu hot nữa của em Nga, chính là cái màu đỏ em đang mặc. Màu đỏ này của em Nga nó không phải đỏ đô ạ, nó là đỏ sẫm các chị yêu nhá. Đỏ các chị yêu hay gọi nó là đỏ mận hoặc là màu đỏ rượu vang ấy. Nó là cái màu đỏ mà chị yêu nào cũng nhận hàng và cứ đặt đi đặt lại cho em Nga. Nhiều chị yêu còn đặt gọi là mua cho mình rồi xong rồi mua cho một series những người khác nữa cơ ạ. Đấy ạ, cho nên những chị yêu nào đấy ạ. Và màu thứ ba của em Nga là màu hot là màu gì ạ? Màu be vàng cho em Nga. Cái màu be vàng ấy các chị yêu ạ. Cái màu be vàng bởi vì nó là cái màu trung hòa giữa hai gam màu. Nói thực sự là nhiều chị yêu thích be nhưng không dám mặc be bởi vì be nó sáng á. Nhiều chị yêu mặc màu vàng bò thì nhiều khi nó tối nó sẫm quá. Nhưng cái màu này của em Nga nó là màu be vàng, nó sự kết hợp hài hòa nên nó rất là đẹp các chị yêu nha. Còn cái màu nâu là cái màu rất dễ mặc. Nói chung ai thích tây, thích nâu, thích dấu dáng nhưng không thích màu đen, không thích những cái gam màu khác thì lấy màu nâu. Bởi vì màu nâu đấy của nhà em Nga rất dễ mặc luôn. Còn ngoài ra cái màu trắng á, màu trắng thì em nói thật sự màu trắng là cái màu nó rất là sang, sang nhất trong tất cả các gam màu, đẹp nhất trong tất cả các gam màu. Khi các chị yêu mặc lên nó rất là chất. Nhưng mà rất ít các chị yêu lựa chọn bởi vì sao? Chỉ có chị yêu nào mà gọi là em phải gọi là các chị yêu nào đẳng cấp mới mặc được màu trắng. Bởi vì sao? Đấy là những chị yêu gọi là quen mặc màu trắng, hay thích mặc đồ trắng và trong đồ nhà, trong tủ của các chị yêu là luôn luôn hay thích màu trắng á. Thì các chị yêu mặc được màu trắng nó rất là đẳng cấp. Nói chung là màu trắng là màu siêu sang, siêu chất luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp chốt đơn. Đấy ạ, em vừa giới thiệu cho các chị yêu lần lượt từng gam màu mà em đảm bảo các chị yêu nào. Đấy ạ, khách nhà em Nga cứ tin thử tin xem ạ. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Còn quần của em Nga là M2. Mức giá chưa bao giờ có đâu. Các chị yêu lấy đi, chuẩn cho em Nga là loại 1 nhá. Quần này của em Nga các chị yêu biết rồi. Quần em bán các chị yêu biết là 6 tháng đúng không ạ? Nửa năm em mới về thì chứng tỏ các chị yêu phải thấy rằng là nửa năm em mới về để có được số lượng nên like cho các chị yêu thì các chị yêu phải biết rằng là nó phải là chuẩn hàng loại như thế nào em mới nên like. Chứ còn nếu mà em nói thật sự cái quần này này, nếu mà lấy những cái dòng khác đầy các chị yêu, lấy cái hàng rẻ để về bán cho các chị yêu nhiều
Nhưng mà sao em chỉ lấy đúng cái hàng loại đấy thôi, bởi vì nó đảm bảo uy tín chất lượng cho em nha. Đấy ạ. Cho nên là vì sao mà kể cả em có đợi nó nửa năm em vẫn đợi nó. Đấy ạ. Quan trọng nhất là như vậy các chị ơi nhá. Chứ còn cái quần này các chị ơi, em Nga bảo là sao cái quần này chị vẫn mua được ở nơi khác có cơ mà, tại sao Nga đến nửa năm mới về? Bởi vì ạ. Bởi vì sao em về đúng cái loại đấy, loại đẹp, loại xịn cho các chị yêu, chứ em không về những cái loại mà gọi như là hàng khác cho các chị yêu, đúng không ạ? Nên là vì sao mà kể cả nửa năm hay là bao nhiêu tháng em đợi nó nhưng mà chuẩn hàng đúng của nó thì em mới về các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào tin em Nga dinh cho em cái quần này là M2, mặc siêu sướng và cực kỳ thích luôn ạ. 65 cân đổ về chốt đơn M2 380.000 ngày hôm nay. Rồi em qua mã M2 luôn nhá, chị yêu nào lấy M2 ký chốt đơn. Đấy ạ. Rồi em qua mã M2 nên cho em xếp tiếp theo là M3. M3 cho em Nga, em nên xếp bộ siêu cấp đi ạ. Siêu cấp này của em Nga không có nhiều nên em xin phép được lên luôn. Em siêu cấp này của em Nga không có nhiều. Siêu cấp này của em Nga thì lúc nào cũng cháy hàng. Rồi em xin phép được lên mã siêu cấp này nhá. Hôm nay rất là nhiều mẫu. Em xin phép qua mã M2 ạ. Chị yêu nào lấy M2 cứ chốt đơn. Chị yêu nào lấy M1 cứ chốt đơn. Ai mua tặng hay là gì thì các chị yêu cứ comment ạ. Rồi ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Quần chip là M2 nhé, 380.000 quần chip thích lắm. Em cảm ơn chị Trần Tường Vi. Đấy ạ, ai mua quần chip này em Nga các chị yêu biết rồi, bởi vì em chỉ về đúng hàng loại 1 thôi nên là em không mua những em không về cho các chị yêu những hàng loại 2 đâu. Chờ em tí xíu. Rồi, bây giờ em sẽ lên mã tiếp theo. Có nhiều cho nên em không dám lên đầu like này. Bộ này không bao giờ có được nhiều. Bộ này nhà em Nga về đến đâu là hết đến đấy. Các chị yêu có thấy không ạ? Các em bộ này của nhà em Nga em chỉ lên đúng có một like thôi. Và nên đúng có một đoạn ngắn thôi là bộ này nhà em hết hàng. Cứ ngày hôm sau nhà em, khách nhà em hỏi là bộ này có còn không, là y rằng nhà em trả lời là hết size, hết số, đúng không ạ? Chỉ có một số chị yêu nào mà chốt may mắn là chốt được inbox chốt sớm là các chị chốt được. Đấy ạ. Sao cứ trêu em thế? Ok các chị yêu, rồi ạ. Ấy ạ, đây là một em lên cho các chị yêu bộ này của em Nga là bộ siêu cấp hàng nỉ xốp 1668 các chị yêu nha. Bộ này của em Nga là set bộ nỉ xốp hàng 1668 ạ. Đây, các chị yêu ngắm kỹ cho em Nga này. Rồi. Em vừa xong giới thiệu cho các chị yêu một mã đúng không ạ? Sao đấy ạ? Ăn rồi ăn đấy. Đây ạ. Bộ này rồi. Rồi ạ. Chị yêu nào hôm nay nhanh tay thì sở hữu được bộ này nhá. Bộ này em không có nhiều, nhưng mà trước khi em giới thiệu bộ này, em xin phép được giới thiệu cho các chị yêu một mã. Đó là bộ này em có về hàng siêu cao cấp cho các chị yêu. Bởi vì sao ạ? Bộ siêu cấp này của em Nga nó không có form nhỏ. Đây là mã mà em có nói với các chị yêu là chỉ cần một thời gian sau nó sẽ có những cái hàng khác, đúng không ạ? Và đây em chứng minh cho các chị yêu, đây em sẽ có hai hàng trong cùng một mã như thế này. Ai thích siêu cấp nha thì chốt đơn cho em Nga. Nhưng dòng siêu cấp của em Nga chỉ có form dành cho các chị yêu nào ít nhất từ 54 cân đổ lên cho đến 70 cân đổ về, tầm 69 đến 70 cân. Còn những chị yêu nào 54 cân là các chị yêu mặc thoải mái cho em Nga. Còn những chị yêu nào mà người nhỏ nhá thì sang cho em cái mã tiếp theo, đó là hàng siêu cao cấp giúp em Nga. Và đương nhiên hàng siêu cao cấp và hàng siêu cấp chất liệu nó khác nhau nha. Các chị yêu nhìn nó giống y xì nhau đấy ạ. Nên em chứng minh cho các chị yêu rằng là đấy ạ, các chị yêu mua hàng nhưng mà em nhà em Nga bán hàng nào em bán đúng hàng đấy. Bởi vì sao ạ? Em bán phục vụ cho các chị yêu nên em bán bằng để cho các chị yêu niềm tin là chính, đúng không ạ? Đây. Rồi em mẫu này em xin phép hôm nay em giới thiệu cho các chị yêu hai mã. Các chị yêu nhìn, nếu như mà hôm nay em mặc cái mã này. Nếu hôm nay em mặc cái mã này nha các chị yêu nha. Nếu hôm nay em mặc cái mã này thì các chị yêu có phát hiện ra được, đúng không ạ? Nếu em không dơ, em không giới thiệu, các chị yêu có phát hiện ra được rằng là đấy ạ, là hai mã khác nhau không ạ? Đây, các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhá. Tay em đang sờ là chất liệu khác nhau đấy ạ. Cái chất liệu này của em Nga nó là dòng chất liệu cốt tông và polyester, hàng siêu cao cấp, hàng siêu cao cấp cho em Nga. Còn bộ em đang mặc ấy, chất liệu của nó là
là cotton shop các chị yêu nhỉ. Bộ em đang mặc là chất liệu cotton shop. Hai bộ này thì trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Nhưng lưu ý cho em Nga, em bán cả hai dòng. Cho nên bởi vì sao? Cái dòng này của em Nga thì em có thể phục vụ cho các chị yêu nào người nhỏ được ạ. Kể hai dòng này của em Nga thì đều là những cái dòng rất là đẹp, cực kỳ đỉnh nha các chị yêu nha. Đây, nhưng các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga. Dòng này của em Nga nó là mác siêu cấp của 1668 nha các chị yêu nha. Lên lưu ý khi mua hàng cho em Nga. Đấy ạ, hàng này của em Nga, chất liệu em đang mặc nó là dòng nỉ xốp ạ. 1668, nó là dòng cotton shop nha, hàng siêu cấp giúp em Nga. Còn cái tay em đang cầm này, chất liệu này của em Nga, nó là dòng chất liệu cotton pha polyester, hàng siêu cao cấp giúp em Nga. Hai bộ này của em Nga, hai mức giá khác nhau đấy ạ. Và cái bộ hàng cotton shop này, hàng siêu cao cấp này này, cái bộ này là em cũng phải dành đặt riêng nhá. Bởi vì sao ạ? Cái bộ này nhá, nếu đúng về cái tag mark này này, hiện tại em đang đặt riêng, các chị có biết cái những cái bộ này của em Nga đắt hơn so với những cái đầu vào của em Nga là, em không nhớ không lầm, những cái bộ siêu cao cấp em đắt hơn là 30 hay 40 nghìn một set các chị yêu nha. Tức là em đang nhập vào cái bộ này này, em bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái màu này này, cái họa tiết này này và cái gam này của em Nga nó rất là đẹp. Chính vì thế cho nên em chấp nhận đấy ạ. Và những cái họa tiết như này này, đây này, những cái dòng như thế này này. Đấy ạ, nguyên liệu của nó rất là đắt. Cái nguyên liệu để làm nên đấy ạ, các cái nguyên liệu này này. Cái nguyên liệu này nhá các chị yêu nhá, cái nguyên liệu này này, bên Trung Quốc ấy, người ta tính tiền tệ là người ta bảo sao vào nó đắt hơn khoảng 20-30 tệ đúng không ạ? Rồi hay là 30-40 tệ gì đấy. Đấy ạ, thì hỏi người ta thì nó mới bảo là tại vì cái nguyên liệu anh yêu cầu tôi là cái nguyên liệu này này, nó đắt hơn so với những cái dòng nguyên liệu kia. Vì những cái nguyên liệu dòng siêu cao cấp kia thì người ta vẫn là bán những dòng thông thường đấy. Những cái nguyên liệu mà để làm giống cái dòng như thế này này thì nó đắt hơn. Chính vì thế cho nên là mỗi cái set bộ này ấy, em về dòng siêu cao cấp, nhưng mà em đang nhập vào cho các chị yêu là em phải vào với cái mức giá cao hơn là 30-40 nghìn một set. Chút xíu em sẽ giới thiệu về cái set bộ này nếu ai thích hàng siêu cao cấp nha. Mức giá chút xíu em sẽ giới thiệu, nhưng bây giờ em chốt hàng siêu cấp trước. Siêu cấp không có nhiều. Đấy ạ, em bán dòng nào em nói rất là dòng đấy. Lưu ý cho em Nga, hàng của em Nga đang mặc là hàng siêu cấp 1668 nỉ xốp. Cái bộ em đang mặc chất liệu nó là cotton shop các chị nhá. Cotton shop không phải nỉ xốp ạ, cotton shop. Cho nên trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Và lưu ý cho em Nga, bộ này em đang mặc là size M. Bộ này em có M, L, XL, 2XL dành cho các chị yêu 69 đến 70 cân em chốt đơn. Bộ này thì từ 55 cân đổ lên cho đến dưới 60 cân, 59 cân, 60 cân nếu các chị yêu muốn mặc ôm thì chốt đơn cho em bộ này size M. Từ 59 cân cho đến 64 cân đổ về mặc cho em bộ này, 64, 65 cân nếu người gọn thích ôm ấy, thì mặc cho em bộ này size L, 70 cân đổ về, đúng không ạ, 70 cân đổ về thì mặc cho em bộ này size XL, 69, 70 cân đổ về mặc cho em bộ này size XL, size 2XL là dành cho các chị yêu đến 74 cân đổ về em chốt đơn bộ này cho em Nga nhá. Chị yêu nào mà 54 cân thì lưu ý á, chị yêu nào 54 cân mặc đi em Nga đang mặc nhá, vì em Nga cao có 1m54, nặng 55 cân hơn và em đang mặc bộ này là size M, nhưng phần thân vai trên của em Nga chỉ tương đương với người 53 cân rưỡi thôi. Cho nên nếu như chị yêu nào 54 cân đấy à, mà các chị yêu vẫn thích mặc bộ siêu cấp này của em Nga, bởi vì bộ siêu cấp này em Nga không có size nhỏ, không đánh size S. Đấy à, em có thể đặt số lượng nhiều nhưng họ cũng không làm cho. Đấy à, và các chị yêu biết rồi, không có size S cho nên các chị yêu chốt cho em Nga từ 55 cân cho đến dưới 74 cân em chốt đơn. Còn chị yêu nào 54 cân thì lưu ý mặc thoải mái cho em Nga. Nếu đồng ý thích mặc thoải mái như em Nga thì chốt đơn cái bộ siêu cấp này nhá. Mức giá cho em Nga là M3 hộ em 790 nghìn cho em set này. Bộ em đang mặc có mức giá là 790 nghìn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Em bao form, bao chất, bao giá toàn quốc cho các chị yêu bộ siêu cấp này luôn ạ. Bộ siêu cấp của em Nga nói thật sự luôn ạ. Chị yêu nào muốn sở hữu thì nhanh tay chốt đơn ạ. Comment cho em đúng cú pháp là em Nga lên đơn. Mức giá cho em Nga là 790 nghìn. Đấy ạ, em giới thiệu rất nhanh, rất rõ các chị yêu nha. Đây, nhìn kỹ cho em cái họa tiết này, logo cho em Nga này, đường lai đính đá này, mọi chi tiết đều hoàn hảo cho em Nga. Bộ em đang mặc là hàng siêu cấp nha. Chất liệu cotton shop chuẩn 1668 nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 790 nghìn. Ai chưa dinh được bộ này thì chốt đơn cho em Nga. Rồi ạ, em đang mặc là M3 cho chị Xuân Dương, M3 em chốt đơn ạ. 54 cân, chị Đỗ Thị Thủy ơi, 54 cân mà chấp nhận mặc thoải mái như em Nga đang mặc thì mặc cho em bộ này size M nhá. Bởi vì bộ em đang mặc là size M là nhỏ nhất. Hàng này của em Nga là hàng siêu cấp các chị yêu nhá, của 1668 ạ. Nó là đây ạ, các chị yêu nhìn nhận cho em Nga, nó là mác này các chị yêu nhá, 1668. Giá là 790 nghìn cho em Nga. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Chị Thương Huyền cao 1m56, nặng 54 cân, mặc cho em bộ này size M như em Nga đang mặc nhé chị Thương Huyền. Bộ em đang mặc là M3. Quần có nâng mông không em? Bộ này của em Nga, quần này của em Nga nó là quần
thiết kế kiểu chị em mình mặc thoải mái, co giãn đàn hồi, kiểu dáng quần baggy, chứ không phải là cái quần này của em Nga là quần theo kiểu phong cách chị em mình mặc thoải mái, quần baggy ấy. Và bộ này của em Nga, những chị yêu nào càng đậm người mặc càng đẹp nhé. Bộ riêng bộ em Nga thì các chị yêu nào càng đậm người càng mặc đẹp. Đấy ạ, à, họ không nó không sản xuất cho cái chị yêu nào nhỏ người đâu. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 790.000 cho em set này. 790.000 cho em Nga, hàng siêu cấp hộ em. Chị Nguyễn Hương 1M3 em chốt đơn ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá. Lưu ý cho em Nga, bộ này của em Nga là hàng siêu cấp, số lượng có hạn thôi. Em có được 10 bộ size M thôi ạ. Bộ này em về được khoảng tầm 25 bộ size M, nhưng hiện tại em trả cho các khách rồi, bây giờ em chỉ còn được 10 bộ size M thôi. Không có nhiều đâu, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Tức là cái bộ này của em Nga, nói chung là em chỉ còn được khoảng tầm, chắc được khoảng vài chục bộ thôi. Đấy ạ, không có nhiều, mà size M có được 10 bộ, size L chắc khoảng tầm đấy ạ, XL, XL thì ít hơn. Nên là các chị yêu nào lấy thì phải nhanh tay, bởi vì bộ này em đã up ảnh và em đã chia sẻ và em đã báo là đấy, các những chị yêu nào inbox thì số lượng nó rất là ít thôi, đếm trên đầu ngón tay. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. M3 cho chị Nguyễn Hương, chị Xuân Dương. Rồi ạ, à, chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp nhé, bởi vì em đang bị ẩn comment đấy ạ. Đấy ạ, bộ em đang mặc là siêu cấp, mã M3 hộ em. Chị Thương Huyền không em yêu. Ok chị yêu ạ. Rồi ạ, bộ em đang mặc là size M nhá. Bộ này kiểu em Nga, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 790.000 hộ em. Hàng chết rồi, máy của chị đang bị mờ này. Máy của chị ta đang bị mờ. Chị Đỗ Quyên M2 à? Ok ạ, chị Đỗ Quyên M2. M2 là quần à? Chị thêu lê lê M2 à? Ờ, chị thêu lê lê M2, ok ạ. Chị Đỗ Dung M1 à? Ok, chị Đỗ Dung M1 ạ. À? Chị Nguyễn Lan M2 ok ạ. Chị Lê Thu M2 ok ạ. Chị Nguyễn Hằng M2 ok ạ. Chị Bình Nguyên M1 ạ. Chị Bình Nguyên M1 ok ạ. M2 ạ. Chị nào? Trần Minh ạ. Chị Trần Minh M2 ok ạ. Rồi ạ. Chị hai bộ ý nhé. Chị Thương Huyền là lấy cái gì đấy chị Thương Huyền ơi? Comment em đang bị ẩn, em đang không đọc được. Các chị yêu nào lấy bộ em đang mặc thì chốt đơn nhá. Bộ em đang mặc là hàng siêu cấp. Chị Thương Huyền đang nói là chị hai bộ ý nhé, nhưng em chưa biết là bộ nào chị Thương Huyền ơi. Đấy ạ, à, quần của em Nga, quần chip vừa xong là M2. Còn lưu ý sang cho em cái bộ này của em Nga là hàng siêu cấp nha, nỉ 1668. Hàng siêu cấp nỉ 1668, 790.000 ạ. À. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Bộ em đang mặc là hàng siêu cấp ạ. À. Chị Uyên Tú M3 size M. Bộ này em nói thật sự, bộ này các chị yêu nào mà không dinh, em nói thật sự là không có cơ hội mua đâu. Khó lắm luôn, mà đặc biệt là bộ này của nhà em Nga á. Bộ này của em Nga em cứ đặt, nhưng mà em nói thật sự đợt này không biết tắc biên thì không biết đợt nào nó mới về được cái bộ này nữa. Nếu nói chung là hàng siêu cấp này của em Nga này, hàng siêu cấp này của em Nga này, không biết là bây giờ tắc biên thì không biết là đến bao giờ nó mới về được nữa. Cho nên là chắc là cơ hội để các chị yêu mua được bộ này lần nữa chắc hơi lâu đấy. Em nghĩ là bộ siêu cấp này của em Nga chị yêu nào mà chưa sở hữu được thì chắc là không, chắc là được đợt này, không biết là đợt nữa không. Bởi vì hàng siêu cấp thì các chị yêu yên tâm, các chị yêu yên tâm cái hàng siêu cấp này của em Nga về form, giá, chất liệu, bởi vì nó là hàng thương hiệu rồi, nên các chị yêu yên tâm. Kể cả em có về sau nữa, các chị yêu vẫn yên tâm cho em Nga về form, giá, chất liệu, bởi vì những cái dòng này này, nếu nó hết là nó sẽ không sản xuất nữa. Riêng những cái ông này này, nếu mà hết nó không sản xuất nữa, chứ nó không giống như những hàng khác là người ta sẽ đi lấy những cái loại khác về người ta sản xuất cho các chị yêu đâu. Nên các chị yêu không bao giờ sợ, vì nó sản xuất theo đúng số lượng rồi, nó hết là nó coi như nó sẽ báo bên em là cắt mẫu hết, không có hàng. Đấy ạ, à, nó không sản xuất, nó không ngừng nữa, nó không ra nữa. Đấy ạ, à, cho nên là ví dụ như đợt này mà đấy em về cho các chị yêu như thế này mà không biết là mấy nữa. Khi mà nguyên liệu nó hết hoặc là khi mà dịch ấy, nó dịch như thế này thì không biết là đến tầm nào mới có được cái set bộ siêu cấp này. Đấy ạ, à, cho nên ai thích bộ siêu cấp này thì nhanh tay chốt đơn nhá, số lượng có hạn. Comment cho em đúng cú pháp là M3 cho em Nga 790.000, hàng siêu cấp là 790.000, đủ size ML, XL, 2XL, dành cho các chị yêu đến 70 cân, 75 cân, 74 cân đổ với em chốt đơn. Bộ này của em Nga có đến size 74 cân đổ với em chốt đơn nha. Mã cho em Nga là M3. Đấy ạ, M3 này nếu mà em nó thực sự chị yêu nào mà bỏ lỡ thì em không biết đến khi nào luôn. Chị Tươi Hồng 1M1 màu đỏ size M em chốt đơn ạ. Chị màu đỏ nữa, màu đỏ nữa em nhé. Chị Thương Huyền sao chị cứ bị ẩn comment của chị Thương Huyền ấy nhỉ? Chị Thương Huyền comment cái gì nhỉ? Chị Hoa Mộc Lan M3 size 2XL ok ạ. Chị Nguyễn Thúy M3 58 cân nặng cao 1m58, nặng 68 cân mặc cho em bộ này size XL ạ. Ok, chị Nguyễn Thúy size XL ạ. Đấy ạ, à, nên bộ có mũ đi bạn. Có chị Quốc Đạt ơi, chờ em chút xíu nhá. Chờ em chút xíu em sẽ lên bộ có mũ ạ. Chị M3 cho chị Hoa Hướng Dương ok ạ. M3 cho chị Hoa Hướng Dương này. Lưu ý về size cho em Nga nhá, số lượng có 3. Bộ này của em Nga chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Các chị yêu lưu ý cho em nha, hàng siêu cấp của nhà em Nga thì nó thiên về chất.
thiên về chất, thiên về form chứ không thiên về màu sắc ạ. Bộ này của em Nga không thiên về màu sắc các chị yêu nha. Bộ này của em Nga là hàng siêu cao cấp, cho hàng siêu cấp, em nhầm đấy ạ, siêu cấp nha. Bộ này của em Nga là siêu cấp nên nó thiên về form và thiên về chất chứ nó không thiên về màu sắc. Đấy ạ, màu sắc của em Nga cực kỳ đơn giản, trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Nếu như bộ này hôm nay chị yêu nào mà không sở hữu được thì em nghĩ là chắc là khó đấy, khó lâu lắm rồi, em cũng không biết có đâu. Một màu nâu với màu đen. Chị Thương Huyền là lấy hai bộ gì, màu nâu với màu đen gì. Ok chị Thương Huyền, màu nâu với màu đen ạ. Ok ạ, nhưng mà vừa xong chị comment ở phía sau ấy. Chị Thương Huyền là lấy hai bộ màu đen và màu nâu chứ không lấy đỏ nữa đúng không ạ? Chị Hoa Hướng Dương M3 ok ạ. À, đen nâu em nhé. Ok size M cho chị Thương Huyền. Chị có vừa bộ em đang mặc không, cao 1m57 đến 1m52. Chị Thu Thủy ơi, bộ em đang mặc hàng siêu cấp thì chị không vừa mất rồi chị Nguyễn Thu Thủy ạ. Nếu mà chị lấy cái bộ này tí chuyển sang hàng cao cấp và siêu cao cấp hộ em. Đấy ạ, à, nên chị yêu nào lấy bộ siêu cấp thì chốt đơn nha. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Không có, không vừa chị Động Ngọc Minh ạ. Bộ này của em Nga chị không vừa luôn. Rồi, chị yêu nào muốn sở hữu bộ này thì cứ comment cho em Nga để em chốt đơn nha. Rồi, em xin phép được qua mã tiếp theo bởi vì bộ này em không giới thiệu nhiều. Bộ này chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em inbox và em đã giới thiệu lại rồi. Chị yêu nào may mắn nhanh tay thì được các chị yêu nhá, đủ size dành cho các chị yêu đến 74 cân đổ về em chốt đơn. Vì bộ này của em Nga là hàng siêu cấp và hàng siêu cấp thì không phải lúc nào cũng các chị yêu cũng dễ mua. Chất liệu của em Nga là cốt tông xốp nha. Lưu ý bộ em đang mặc là dòng chất liệu cốt tông xốp nỉ xốp của 1668 các chị yêu nha. Cốt tông xốp của 1668 mặc lên nó mềm, nó mịn, nó dễ chịu, nó thoải mái. Form của nó, quần của nó đúng kiểu quần Becky các chị yêu nha. Quần của nó đúng dáng quần kiểu Becky. Họa tiết logo ở đây hoàn toàn là thêu này các chị ơi, thêu cho em Nga này, thêu hộ em nha. Nhưng các chị yêu nhìn cái thêu của nó này, các chị yêu nhìn cái logo thêu của nó này, nó đẳng cấp vô cùng. Chất liệu của nó các chị yêu có nhìn thấy cái cốt tông nhưng mà nó chất liệu hơi xốp nhẹ ở đây không ạ? Đấy á, cho nên trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc bộ này đẹp cho em Nga. Và mặc vừa đẹp vừa sang vừa xinh nên chị yêu nào lấy M3 thì nên đơn cho em M3 nha, 790.000. Lưu ý cho em Nga là dòng chất liệu bộ này là siêu cấp lì xốp 1668 ạ. Bởi vì tí nữa em lên hàng siêu cao cấp là các chị yêu bị nhầm nha, các chị yêu nha, đừng nhầm cho em hai mức giá nha. Em bán hàng nào em bán đúng hàng đấy. Rồi bây giờ tiếp theo tranh thủ chờ các chị yêu, chị yêu nào muốn sở hữu bộ này thì cứ chốt đơn, em số lượng không nhiều, em chỉ còn sót được khoảng tầm 9 hay 10 bộ size M thôi cho bộ này thôi, còn lại là LXL 2XL đấy ạ. Và size XL, size 2XL thì có chắc khoảng tầm còn 4-5 bộ thôi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Bộ này em chỉ về được vậy thôi nhá. Em về được có mấy chục bộ thôi, đến trên đầu ngón tay ý mà. Bộ này em không bao giờ, chưa bao giờ bộ này em về được đến 80 bộ. Bộ này chưa bao giờ em về được đến 80 bộ các chị ạ. Về được cao nhất chắc là được khoảng tầm, như hôm nay là về được, hôm nay là về được cao nhất đấy. Bởi vì về giả cho các chị yêu. Đấy ạ, 25M 40 về được 55 bộ. Bộ này về được có 55 bộ các chị ạ, chưa bao giờ về được nhiều luôn. Đấy ạ, cao nhất là về được 55 bộ. Đấy em nói thật sự nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. 55 bộ mà các chị yêu lấy 55 bộ mà các chị yêu chia cho mỗi chị yêu mà. Nếu mà các chị yêu cứ chốt vào một size thì em nói thật sự là được bao nhiêu người chốt đâu các chị yêu. Đấy ạ, mà các chị yêu biết rồi mà cứ ngày hôm sau là hàng nó vẫn cứ hết là các chị yêu biết cái bộ này của nhà em Nga rồi, không phải chị yêu nào cũng dinh được đâu. Đấy, bộ này của nhà em Nga thì nó số lượng rất là ít, cho nên là nhiều chị muốn mua mà không mua được. Cho nên là chị yêu nào mà nhìn thấy em Nga mặc trên live mà thích hàng siêu cấp nha, thích hàng siêu cấp, hàng chuẩn 1668, nếu mà nhìn được của em Nga mà em đang còn sai cho các chị yêu thì các chị yêu nhanh tay chốt, không là hết. Đấy ạ, đây em còn bao nhiêu bộ này, cân nãy là bao nhiêu bộ size M rồi, vứt ra luôn size M luôn này, không là hết. Đây các chị yêu, đây ạ, em nói không sai một chút xíu nào đấy ạ. Chị yêu nào mà không nhanh tay là không có đâu ạ. Đây size M của em Nga này. Đây ạ. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, size M đây này. Các chị yêu nhìn cọc size M cho em Nga. Đây. Cọc này size M này. Các chị yêu nhìn thấy size M chưa ạ? Đây. Có đúng bằng này bộ thôi này. Đấy. Và đây này. Không có nhiều đâu nên chị yêu nào lấy là hết này, có bằng này bộ size M thôi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Mà size M của em Nga là size nhỏ nhất rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Size L, size XL. Đấy ạ, size XL và size 2XL thì còn ít hơn. Đấy, sau khi em trả khách rồi thì còn ít hơn nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em Nga đúng trụ trụ cú pháp đấy, chốt đơn nhé. Hàng 1668 thì shop siêu cấp 780.000 à 790.000, bao giá toàn quốc luôn rồi. Bộ này các chị yêu mua vào showroom thì chỉ có hàng tiền triệu thôi ạ. Bộ này mua showroom thì tiền triệu nhé. Ok ạ. Chị Đức Lê M3
À, đỏ này có tối không nhỉ? Chị Lê Thúy Quỳnh ơi, bộ em đang mặc là màu đen mà, có phải màu đỏ đâu chị yêu. Chị Quách Nấm M3 size 2XL ok ạ. Chị Diêm Hoàng 60 cân cao bao nhiêu ạ? Cho em thêm chiều cao em mới chốt được đơn nha. Rồi em chốt M3 đi, em chị tranh thủ lên M4. Rồi ạ, bây giờ em xin phép được giới thiệu qua một cái quần M4 nhá các chị yêu. Đây là một cái quần chip chất liệu lụa cho em Nga. Quần này cho em Nga thì chất liệu lụa của nó rất là mê ly, mặc như không mặc luôn các chị yêu nhá. Kiểu dáng rất là xinh. Và các chị yêu nhìn cho em Nga này, cái bản quần này của em Nga, cạp của nó là cạp cao nhá, chất sờ vào mắt lịm luôn và mặc siêu sướng luôn cho em Nga. Em tranh thủ giới thiệu cho các chị yêu thêm cái mã quần này. Đây, các chị yêu sờ cho em cái quần này nhá, siêu thích luôn cho em Nga. Quần này thì em nghĩ là những chị yêu nào cứ từ khoảng tầm 50 cân nhá, 50 cân cho đến 68-70 cân đổ về, các chị yêu chốt đơn quần này cho em Nga. Đấy, mặc lên cực kỳ dễ chịu này, co giãn đàn hồi siêu sướng luôn cho em Nga. Và chất liệu này cho em Nga, các chị yêu nhìn cho em Nga nhé. Em dơ gần để các chị yêu nhìn cái chất liệu cho em Nga. Đây ạ, quần lụa của em Nga đây ạ. Nhìn cho em Nga chuẩn hàng loại đẹp xịn sò nhá. Chất sò siêu sướng, mặc lên form, dáng cặp cao. Và khi các chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần lụa mặc siêu thích, mặc cảm giác sò. Đấy ạ, mặc lụa thì các chị yêu biết rồi, chất liệu kiểu cốt tông lụa các chị yêu nhá, nên là mặc lên ấy, sờ như không mặc ấy, mặc cực kỳ thích và cảm giác siêu sướng, thì chốt đơn cho em cái quần mã M4 này. Quần này em mix màu nhá, gồm 10 chiếc mix màu. Đấy, gồm các màu như em đã giới thiệu và em đã up bài trên trang luôn rồi. Chị yêu nào đang muốn sở hữu cho em chiếc quần set quần lụa như thế này thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga, mức giá siêu siêu tốt luôn các chị ạ. Mức giá chưa bao giờ có cho em Nga này. Một set gồm 10 chiếc, mức giá cho em Nga là 390.000 ngày hôm nay. Một set quần chip lụa cao cấp xuất sắc đỉnh cho em Nga, em bao vừa hết cho các chị yêu 68-70 cân đổ về, từ 50 cân cho đến 68-70 cân em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 390.000. Đấy, lên đơn cho em Nga là M4. Lưu ý cho em Nga, M4 nó quá đỉnh luôn. Chị yêu nào đấy thì cứ chốt đơn cho em Nga M4 nha các chị yêu nha. Một set quần chip siêu thích luôn ạ. Còn sau đó thì em xin phép được qua mã tiếp theo. Đây, các chị yêu ngắm cho em Nga. Đây ạ, bộ em đang mặc đây là quần em đang mặc cầm là M4 các chị yêu nha. Quần chip lụa rất là đỉnh, form dáng đẹp, kiểu dáng rất là mê, cực kỳ tuyệt vời cho em Nga. Mặc như không mặc và sờ đến đâu là sướng đến đấy, mát lịm tim và cực kỳ thích ạ. Cạp của nó là cạp cao gam màu quá là đỉnh luôn. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga là M4 em chốt đơn nha. Một set mix màu gồm 10 chiếc, quần này thì siêu sướng luôn rồi. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng là mê luôn cho em Nga. Đấy ạ, cái phần nót đệm nót ở bên trong cho em Nga nhá. Đấy ạ, hai lớp này, nên là cực kỳ thích luôn. Chị yêu nào thấm hút mồ hôi siêu dễ mặc siêu thích. Nên chị yêu nào lấy M4, M4 đẹp quá. Chị Phạm Thơ M3. Ok ạ. Quách Ngấm M3 2XL. Chị Đức Lê M3. Ok ạ. Chị Hoàng Quỳnh M3 size L. Ok ạ. Chị Lần Thị Phương M3 size M. Ok ạ. Chị Hồ Phụng M3 size M. Ok ạ. Chị Hoa Hồng Dương M3. Ok ạ. Chị Nguyễn Thúy M3 2XL. Ok ạ. Chị Hoa Mộc Lan M3 2XL. Ok ạ. Chị Xuân Dương M3 và chị Nguyễn Thúy Hương M3. Đấy ạ, M3 em chỉ có mấy chục set thôi mà em đếm như thế này là chuẩn bị là các chị yêu nào mà không dinh M3 nhanh là hết hàng. Rồi em qua M3 nhá và em qua M4 luôn. Chị yêu nào lấy quần chip M4 thì nhanh tay chốt đơn. Bây giờ em xin phép được lên một mã tiếp theo. Mã này thì em lên trước khi em lên để em không bị lên đụng vào cái mã kia. Cho nên em xin phép được lên mã này các chị yêu nhà. Mã này thì em có rất ít thôi. Cho nên em xin phép được lên mã này cho nó khác kiểu một tí xíu ạ. Ai lấy M3 thì còn ít thôi nên các chị yêu chốt đơn. Bây giờ em xin phép M4 cho chị Đặng Hương ạ. Rồi em xin phép được lên một set nhung nhả, set nhung. Đấy ạ, dáng suông hộ em. Trời ơi, em lên cho các chị yêu nhà hàng độc tiếp theo. Rồi. Chị em thủy M4 ạ. Ok ạ. Chị Hồng Thắng M3. Ok ạ. Chị yêu nào lấy M3 nhanh tay không hết ạ. M3 chị Nguyễn Thị Vân M3, chị Hoa Mộc Lan M4 ạ. Ok ạ. À.
Chị yêu nào lấy M4 cũng cứ anh tôi rất đơn, chờ em chút xíu để em mặc em quay ở bên trong. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị yêu cho chị một cái nhá. Em mặc cái nhá, cái bộ siêu cấp đúng nhỉ, cho chị cái mượn cái bra của cái bộ siêu cấp đúng nhỉ. Này, mặc nó. Rồi, chờ em chút xíu để em mặc lên cái set này. Trời ơi, set này đẹp quá. Cái này đẹp quá các chị yêu ơi. Các chị thấy không? Cô vét trắng thì cũng được. Ôi, bộ này siêu đỉnh luôn ạ. Rồi, cho em nha. Ui, bộ này đẹp quá các chị yêu ơi. Bộ nhung, trời ơi, bộ nhung dáng trẻ các chị yêu nha. Nên cho em bộ nhung dáng trẻ ạ. Ui, bộ nhung này các chị yêu làm mà không lấy thì cực kỳ tiếc luôn. Bộ nhung suông dáng trẻ. Đây các chị ơi, nên cho em bộ nhung nhá, bộ nhung suông dáng trẻ ạ. Đẹp rất ngây luôn. Em có MLXL. Em có hai tông màu, em đang mặc là màu đen và màu nâu, nhưng số lượng rất ít ạ. Vì bộ này em mang về mẫu thôi. Đây ạ. Rồi, em mang về mẫu thôi ạ. Nhưng mà em mặc lên luôn. Ôi, ngất ngây luôn cho em Nga. Cái khóa này nó như kiểu khóa hai chiều các chị yêu nhá. Đây, bộ nhung cho em Nga này. Ôi đẹp quá. Các chị yêu ơi, ngắm cho em Nga này. Bộ em đang mặc là bộ nhung nhá. Bộ nhung quần này của em Nga là quần suông. Đấy, áo kéo khóa này. Màu em đang mặc, em có màu đen và màu nâu. Em mặc nhanh thôi, bộ này em không có nhiều nên em mặc nhanh giới thiệu các chị yêu thôi. Chị yêu nào nhanh tay thì được nha. Nhanh tay thì được các chị yêu nhá. Màu nâu này em chỉ có về được không nhiều đâu ạ. À, đây để em báo số lượng luôn này. Bộ này đẹp lắm luôn nhưng mà em nhớ không lầm là em về được màu không có nhiều đâu. Chờ em tí xíu để em nhìn xem bộ này em về được bao nhiêu bộ. Rồi, em về được 4M cho màu đen, 4M 2L và 2 bộ XL. Có vậy thôi ạ. À, màu nâu, màu nâu em có được khoảng tầm 3 giây nha các chị yêu nha. Đấy, 3M 3L đấy nhỉ. Thấy ạ. Đại khái này em chỉ có vậy thôi. Đây ạ, bộ này của em Nga nó là bộ nhung hàng bộ nhung nhá, bộ nhung dòng cao cấp cho em Nga. Và bộ này cho em Nga nó là set bộ trẻ nhá các chị yêu nhá, dáng bom. Đấy ạ, dáng bo gấu này, áo của nó này. Đấy ạ, dáng quần suông của đẹp quá các chị yêu ạ. Các chị yêu có thể biến cái chiếc áo này thành một chiếc áo khoác độc lập cho em Nga. Đây các chị yêu nhìn cho em Nga này. Bộ này của em Nga thì những chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga như sau ạ. Khoảng tầm 55 cân đổ về, các chị yêu mặc cho em bộ này size M như em Nga đang mặc. Dưới 55 cân đổ về mặc cho em bộ này size M. Dưới 59 cân đổ về, các chị yêu mặc cho em bộ này size L. Và dưới 63, 64 cân đổ về, các chị yêu mặc cho em bộ này size XL các chị yêu nhá. Em có M, L, XL. Đây là bộ quần, bộ nhung dáng quần suông trẻ các chị yêu ạ. Comment cho em đúng cú pháp là M, bộ này của em Nga đang mặc mã là M mấy nhỉ? M5 hộ em. Bộ này M5 của em Nga, em có hai tông màu. Màu em đang mặc là màu đen và màu thứ hai là màu nâu các chị yêu nha. Đây, màu thứ nhất là màu đen, màu thứ hai là màu nâu hộ em. Đây ạ. Màu thứ nhất là màu đen này, màu thứ hai là màu nâu hộ em. Đủ size ML, XL, 2XL. Bao vừa cho các chị yêu khoảng tầm 63, 64 cân đổ với em chốt đơn.
chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga cái set bộ nhung rất là đẹp, cực kỳ sang xịn như em Nga đang mặc như thế này, thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là M5 kèm theo màu đen, kèm theo màu nâu, hoặc kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mức giá cho em Nga này dành cho các chị yêu mức giá nha các chị yêu nha, bao form bao chất cho các chị yêu luôn. Mức giá cho em Nga này 630.000 hộ em. Bộ này hôm nay em dành cho các chị yêu mức giá là 630.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Cứ comment cho em nha, đúng cú pháp em chốt đơn, đẹp sang xịn chất ngất luôn cho em nha. Một siêu phẩm set bộ nhung trẻ dáng suông dễ mặc, mặc lên form cực kỳ xinh, rất là đỉnh nha. Cái này này em đang đi đôi dép này này, còn chị yêu nào thích các chị yêu có thể đi đôi dép thớt này của em Nga, nhưng nó cũng rất là hách dáng nha các chị yêu. Đấy à, tùy các chị yêu thích mặc kiểu gì cho em cũng được. Set này siêu dễ mặc, cực kỳ xinh. Dáng quần của nó ra dáng quần suông đây ạ. Đẹp lắm luôn các chị yêu ơi. Đây, em đang mặc đây các chị yêu ơi, rất là đẹp, cực kỳ trẻ trung và rất là đẹp luôn. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Bộ em đang mặc là M5, kèm theo màu em đang mặc là màu nâu. Bộ này là bộ kéo khóa các chị yêu nha. Quần nhung dáng suông rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Mức giá cho em Nga bao giá toàn quốc luôn ạ. Bộ này em khẳng định các chị yêu mua không bao giờ nghĩ là có giá 630.000 đâu. Em khẳng định luôn, nên chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn cho em nha. 630.000 em chốt đơn, mức giá cho em nha. Đẹp, sang, xịn là có thật các chị yêu nhá. Chất liệu nhung hộ em. Đấy ạ, đủ size dành cho các chị yêu 63-64 cân. Em cao 1m54, nặng 53 cân đổ về. À 55 cân. Và em đang mặc bộ này là size M. Dáng quần suông rất là đẹp, cực kỳ sang xinh như thế này. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Bây giờ sẽ mặc sang màu lâu ngay vào luôn nhá. Số lượng có ít, nên chị yêu nào lấy cứ inbox vào trang cho em nha. Hoặc comment cho em đúng cú pháp chốt đơn. Đấy ạ, em về mẫu trước. Và đương nhiên bộ này em sẽ về dáng suông cho các chị yêu. Đấy ạ, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay em xin phép được mặc qua nhanh, bởi vì em còn mẫu nữa. Em còn mẫu nữa nên em không thể đứng lâu được. Nên chị yêu nào đấy cũng đi post cho em. Em mặc sang màu nâu luôn ạ. Đẹp quá. Bộ này đẹp lắm luôn. Bộ hai chi tiết các chị yêu nhá. Bộ nhung em đang mặc là bộ hai chi tiết ạ. Màu em đang mặc là màu nâu này, xinh các chị. Đẹp lắm luôn các chị yêu ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Trời ơi, nó quá chất ngất luôn. Bộ nhung dáng suông, siêu hách dáng ạ, chân dài miên man. Ủa, em mặc cái bộ này chân em dài vô cùng luôn ạ. Mặc dù em đang đi đôi giày có 3-4 phân thôi ạ, nhưng mà siêu hách dáng luôn. Xét bộ nhung dáng suông các chị yêu nha. Dáng form trẻ dành cho những chị yêu nào yêu thích cái phong cách em Nga đang mặc thì cứ chốt đơn cho em Nga. Em đang mặc bộ này là size M. Các chị yêu có thể mặc đấy ạ, như thế này cho em Nga thôi. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ sang xinh. Ai thích cái dòng em Nga đang mặc thì cứ chốt đơn cho em Nga. Đấy ạ, không bao gồm áo bên trong nhá. Áo bên trong của em Nga là hàng siêu của cái set bộ siêu cấp đấy. Đấy ạ, màu em đang mặc là tông màu nâu, đủ size M-XL. Dành cho các chị yêu 63-64 cân đổ về em chốt mức giá cho em Nga là 630.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Comment cho em đúng cú pháp là M5, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Đấy ạ, bộ em đang mặc là size M các chị nhá, đẹp sang xịn. Ôi, chị yêu nào đang kiếm tìm cái bộ nhung chè này các chị yêu chốt đi ạ. Rất là đẹp luôn, dáng quần suông rất là xinh. Đấy ạ, chị yêu nào lấy M5 chốt đơn cho em M5. Bây giờ em xin phép được qua M6 luôn. Bộ này rất đẹp nhưng em xin phép được like kỹ sau một chút xíu ạ. Em xin phép được like kỹ sau một chút xíu các chị yêu nha. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Quần chip có được không ạ? Quần chip em bán một set màu 10 chiếc nha các chị yêu. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy set này chốt đơn cho chị quần nhung em ơi. Rồi ạ, em xin phép được lên quần nhung luôn và ngay vào luôn ạ. Kia, quần nhung đấy. Rồi ạ, em xin phép được lên quần nhung nha. Có chứ chị yêu, em đang mặc cái này nên em có lý do của nó đấy ạ. Quần nhung chị size 29. Quần nhung em có hai màu. Hôm nay chị yêu nào mà không chưa mua được quần nhung chốt đơn cho em quần nhung này. Chị yêu nào mà không lấy quần nhung em đảm bảo là hết tiếc ngẩn ngơ luôn. Em về hai màu đen và lâu nhá, đủ size từ size 27 cho đến size 32. Đấy ạ. Hôm trước là cái size 32 của em bị nhỡ. Em xin lỗi một số các chị yêu.
là không biết là các bạn nhà em có báo lại các bạn nhà em, không biết là các bạn nhà em có đã có báo lại với một số các chị yêu mà em chốt size 32 chưa. Có nghĩa là quần này em đặt từ size 27 cho đến size 32, nhưng hôm trước họ về cho em Nga được mỗi size 27 cho đến size 31 ạ. Đấy ạ, cho nên là hôm nay là mới có được size 32. Đấy ạ, cho nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá, số lượng không có nhiều đâu. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Quần này của em Nga nó là quần nhung tăm. Quần này của em Nga thì siêu hot luôn rồi. Em đảm bảo nếu mà hôm nay các chị yêu mà không mua được thì với cái điều kiện tắc biên như thế này, quần nhung của em Nga hơn 2 tuần em mới về được, thì bây giờ không biết là với cái quần kiểu nhung em đang mặc như thế này thì không biết là đến bảo có khi cả tháng trời nữa nó mới về thêm được mất cái gì yêu ạ. Rồi bây giờ em xin phép được mặc mã này ngay vào luôn đây ạ. Qua mã M1, qua mã M5 nha, lên tiếp theo M6. M6 cho em nha. M6 đấy. Rồi em xin phép được mix với thêm một cái mã áo nữa đi. Cho chị cái mã áo này. Ôi, chị yêu nào nhanh tay thì được này. Áo này em có màu đen và màu đỏ nha. Thế này chị yêu nào không nhanh là hết. Đẹp quá. Rồi, lên tiếp theo. Đẹp không các chị? Phải gọi là đỉnh cao luôn ạ. Đây ạ, quần em đang mặc là quần nhung tăm các chị yêu nha. Quần em đang mặc là quần nhung tăm rất là đẹp, cực kỳ sang xinh luôn. Đấy ạ, quần này thì em có đủ size 27, 28, 29, 30, 31, 32. Và em đang mặc quần này là size 29 các chị yêu nha. Quần này thì các chị yêu lưu ý cho em nha, em chốt size từ dành cho các chị yêu từ 40 cân. Từ 40 cân cho đến dưới 70, 71 cân em chốt đơn. Em đang mặc quần này là size 29 nha các chị yêu. Em đang mặc quần này là size 29 các chị yêu ạ. Còn rất là đẹp luôn, cực kỳ sang xinh, cực kỳ sang xinh, co giãn đàn hồi siêu sướng ạ. Cái quần này của em chờ một chút, nó chưa cắt túi hết. Đẹp quá. Em AK 1m54, nặng 55 cân hơn. Em đang mặc quần này là size 29 các chị yêu ơi. Đây ạ, các chị yêu ngắm kỹ cái quần nhung này cho em nha. Siêu đẹp, siêu đỉnh luôn cho em nha. Quần này những chị yêu nào mà size 27 nha các chị yêu nha. Size 27 dành cho các chị yêu khoảng tầm 46 cân đổ về mặc cho em quần này size 27. Size 28, size 27 dành cho các chị yêu 46 cân đổ về mặc cho em quần này size 27 này. Size 28, em ra cái quần này, 29, 29 đợt này như này. Form của nó, cảm giác thoải mái hơn chút xíu, không, không thế đâu. Chị yêu nào khoảng tầm 46 cân đổ về mặc cho em quần này size 27, 51 cân đổ về mặc cho em quần này size 28. 56 cân đổ về, 56 cân hoặc 57 cân người gọn mặc cho em quần này size 29 như em Nga. 61 cân đổ về mặc cho em quần này size 30. 66 cân đổ về mặc cho em quần này size 31 và 71 cân đổ về mặc cho em quần này size 32 các chị nhá. Quần em có size từ 27 cho đến size 32. Chị yêu nào hôm trước chưa sở hữu được chiếc quần nhung tăm cao cấp rất là đẹp, cực kỳ sang xinh này của em Nga với hai phiên bản màu. Quần này chị yêu nào không lấy thì em nói thật sự luôn, chờ lâu lắm luôn các chị yêu. Em nói thật sự luôn ạ. À, đợt này là gần hơn 2 tuần, có nghĩa là hơn nửa tháng
hơn nửa tháng em mới có về, gần 3 tuần em mới về được quần này, thì không biết là tắc biên thì không biết là đến bao lâu mới về được. Và đây quần này của em Nga, nó là một chiếc quần nhung tâm các chị nha, hot hit, bản cạp chữ H cho em Nga. Lên đơn cho em quần này này, mã cho em Nga là M6 giúp em Nga. M6 em chốt bao vừa cho các chị yêu đến 71 cân đổ về em cho đơn. Chị yêu nào hôm trước chưa sở hữu được chiếc quần này thì comment cho em đúng cú pháp là M6 kèm theo màu, kèm theo size, màu đen hoặc màu nâu, màu nào cho em cũng rất là đẹp. Đấy á, em chốt đơn với mức giá cho em Nga là 450.000, bao form, bao chất, bao giá cho các chị yêu, 450.000 cho em quần này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Đây là một siêu phẩm quần nhung tâm cao cấp, rất là đẹp, cực kỳ sang xịn nhá. Quần này thì năm nào nhà em cũng bán, năm nào nhà em cũng về, không năm nào là em không bán luôn. Bởi vì sao? Cái quần này nó là một trong những cái tuyệt phẩm về quần nhung. Nếu mà mùa thu đông mà không dinh cái quần này thì em nói thực sự các chị yêu tiếc ngẩn ngơ luôn. Vì cái quần này này là các chị yêu có thể thấy em Nga bán 10 năm sau, còn nếu em vẫn bán, các chị yêu vẫn thấy em bán cái quần này. Và các chị yêu sẽ thấy chẳng đến khi nào em Nga không còn bán nữa, vẫn cứ những cái dòng quần này về, nó không bao giờ nỗi mốt với thời gian luôn. Mặc cực kỳ thích và rất là sướng trong mùa thu đông. Dáng quần của nó là dáng quần ôm form, rất là gọn, cực kỳ sang xinh nhá. Nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần này thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M6 kèm theo màu. Màu em đang mặc là màu đen hoặc màu nâu. Đấy ạ, nhung tâm cao cấp rất là đẹp, dáng rất là ôm form, cực kỳ gọn như em Nga đang mặc. Chốt đơn cho em Nga với mức giá chỉ có giá là 450.000 em chốt đơn. Đủ size dành cho các chị yêu đến 71 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp sang xịn. Trời ơi, em đang mặc quần này size 9 nhá. Đẹp ngất ngây luôn, nên chị yêu nào đấy thì comment cho em Nga nhá. M6 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 450.000 ạ. Nga ơi, chị gửi áo lại đổi size cho chị em nhé. Em nhận được chưa chị Lan Kiều ơi, inbox vào trong trang giúp em Nga đi ạ. À, gửi cho chị một cái màu đen em nhé. Ok chị Ngô Thị Sửu, màu đen. Ghi hộ em quần là mã M6 hộ em nhá. Các chị yêu nào lấy quần thì lưu ý comment cho em đúng quần. Em về không nhiều đâu các chị ơi. Em về không nhiều đâu ạ. Mỗi size không nhiều đâu. Đấy ạ. Nên các chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Còn áo em đang mặc này. Áo này em đang mặc, em nhớ không lầm là em có 4 chiếc màu đỏ thôi. Hiện tại em còn được 4 chiếc màu đỏ thôi nha. Đây em đang đếm ở đây, hình như em nhớ là em còn được 4 chiếc màu đỏ thôi. Rồi ạ. Màu đen thì em còn, nhưng mà em chốt màu đỏ này. Thôi em đang mặc màu đỏ, em chốt màu đỏ nha. Chị yêu nào lấy áo này thì nhanh tay chốt đơn. Áo này của em Nga có mức giá 380.000, 65 cân đổ về em chốt đơn. Áo này thì siêu đẹp luôn rồi. Một chiếc áo len nha các chị yêu nha. Một chiếc áo len pha kiều rất là đẹp, len ấm á. Áo này của em Nga là len, không phải là mông cơ ghi. Đấy ạ, bản kiểu dáng rất là đẹp, cổ rất là xinh, cực kỳ điệu. Dễ mặc, các chị yêu mix cho em chân váy này. Hôm trước em mix cho các chị yêu chân váy rồi đúng không ạ? Sơ vi đúng không ạ? Hôm nay em mix với quần nhung này. Các chị yêu có thấy trẻ đẹp không ạ? Trời ơi. Cả một cái set này của em Nga không có một điểm gì để chê nữa. Buông cho em cũng đẹp, sơ vin cho em cũng xinh và quá là xuất sắc đỉnh. Áo là M7 em chốt được cho 4 chị yêu với tông màu đỏ thôi. Còn nếu chị yêu nào lấy màu đỏ này nữa thì phải chờ hộ em nha. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy áo này thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M7 em chốt đơn nhá. Đen đỏ ạ, dành cho các chị yêu với mức giá 380.000 cho em áo này. Còn quần của em Nga có giá là 450.000. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em đúng cú pháp em chốt đơn. Đẹp, sang xịn, chút xuất sắc đỉnh cho em Nga luôn rồi. Nên chị yêu nào đấy thì comment cho em Nga. Quần là mã M6, áo là mã M7 nhá các chị yêu nha. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Chị Ngô Thị Xỉu một quần M6 ok ạ. Chị Thanh Tâm cao 1m59, nặng 54 cân, eo 80 thì mặc size nào? Mặc cho em size 29 như em đang mặc chị Thanh Tâm ơi. Chị mặc size như em đang mặc nhá chị Thanh Tâm nhá. Quần này của em nó là cặp chun. Chị Trần Đào cho em một màu nâu. Các chị yêu comment cho em đúng cú pháp là M6 nhá. Em chốt theo số lượng em về được thôi các chị yêu ạ. Quần này em chốt theo số lượng em về được thôi, cho nên là các chị yêu nào muốn lấy quần em Nga đang mặc thì nhớ cho em rõ chiều cao, cân nặng cho em rõ, màu cho em rõ, size nhá. Không là các chị yêu không chốt được hàng đâu. Đây ạ, lưu ý cho em Nga quần của em Nga đây ạ. Các chị yêu cho em rõ màu size nhá. Các chị yêu ơi, lưu rõ cho em rõ màu và size ạ. Quần của em Nga full bóc túi của nó đây. Chuẩn hàng cao cấp các chị yêu nhá. Lưu ý cho em Nga quần này thì năm nào em cũng bán. Áo là M7, quần của em Nga là M6. Quần em có hai màu nâu, màu nâu đậm và màu đen. Em về hai màu nâu đậm và màu đen. Đủ size từ 27 cho đến 32. Lần này em mới có được 32 cho chị yêu nào 70-71 cân. Lần trước có một số các chị yêu đặt 32 nhưng mà em về nó bị tức là cái size 32 ấy, họ lại không về trong cùng cái bao đấy cho em Nga. Đến bây giờ nó mới có được size 32 cho em Nga này. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Đủ size từ 27 đến 32 em chốt đơn. Đấy ạ. Mức giá cho em Nga là 450.000, áo là M7 ạ.
Quần này của em Nga size của nó form size gọn hơn so với bình thường đấy ạ. Size em đang mặc là 29 tương đương với XL các chị yêu nhá. Size này của nó, dáng của quần này của nó là dáng ôm gọn nên mặc nó siêu sướng luôn. Nói thật sự cái quần này em nói thật sự luôn. Thật ra là hôm nay nó có rất nhiều những mẫu đỉnh. Quần này cũng là một trong những cái quần mà em muốn lên đầu like cho các chị yêu luôn. Đấy ạ, nhưng mà em thực sự là nó nhiều mẫu quá đỉnh luôn nên không biết nên cái mẫu nào trước nên mẫu nào sau luôn. Đấy ạ. Nên chị yêu nào mà lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em quần của em Nga đang mặc. Mã cho em Nga là M6, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn 450.000. Áo của em Nga là M7 em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 380.000 cho em áo á. Đấy ạ. Em ơi, áo em đang mặc có màu nâu à, có màu đen chị Dung Trần ạ. À, áo em đang mặc có đen đỏ nhá. Có đen chị Dung Trần ơi, áo em đang mặc có đen ạ. À, quần màu nâu cho chị à, quần chị Thúy Vũ màu đen size 31 ok. Chị Thúy Ngô này, chị Thúy Ngô gì ạ? Có dài dưới mắt cá chân không em? Quần của em Nga, quần của em Nga chiều dài quần này em đo chiều dài quần chứ còn cái này rồi quần chị em đo chiều dài quần nhá. Em đang mặc cái quần này là size 29. Chiều dài quần của nó đây ạ. Em đo chiều dài quần em báo cho các chị yêu thôi. Đấy ạ, các chị yêu nếu mà các chị yêu thấy chiều dài quần của các chị yêu tương đương các chị yêu chốt đơn. Quần này của em Nga có chiều dài là 92-93 phân ạ. Chiều dài của quần này là 92-93 phân nhá. Nó là một cái dáng quần baggy dáng ôm ấy. Quần này siêu thích luôn, có co giãn nhá, nhung tâm của em Nga. Đấy ạ, mặc rất là thoải mái, cực kỳ gọn dáng, mặc lên cực kỳ mê. Em đảm bảo các chị yêu mặc cái quần này cho em vào mùa thu đông siêu sướng luôn. Mix gì cho em cũng đẹp. Quần này các chị yêu mix mọi đồ cho em đều rất là sang và cực kỳ đỉnh luôn. Đây, dáng quần siêu đỉnh luôn rồi. Đấy ạ, hôm trước em mix cho các chị yêu cái quần này với cái áo gì ấy nhỉ? Em không nhớ luôn nữa nhưng mà nó đẳng cấp à. À, một chiếc áo len siêu cấp đúng không ạ? Hôm trước em mix cái áo len mà hàng của thương hiệu Zulo đấy đúng không ạ? Còn thấy bao nhiêu lâu rồi hàng đấy bây giờ không có hàng nữa các chị yêu ạ. Đấy ạ. Đấy ạ, mãi em vẫn chưa thấy, em đặt mãi mà không có được luôn. Đây. Đấy các chị yêu nha. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo này của em Nga em có màu đen và màu đỏ. Đấy ạ. Dành cho các chị yêu đến dưới 65 cân, 66 cân em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Chị Hà Vũ 1M1 tím xanh trời giá 299.000, M1 tím xanh trời giá 299.000 là mã nào đấy chị Hà Vũ ơi? M3 cao 1m55 nặng 62 cân. M3 cho chị Phương Thảo Nương cao 1m55 nặng 62 cân size L ok ạ. Em cho chị áo em đang mặc ok, chị mãi gọi tên em một áo đỏ em đang mặc này. Ok ạ. Chị cao 1m65 mà có bị ngắn không em chị ơi? Em cao quần này của em Nga em báo chiều dài là tầm 92-93 phân. Nếu mà quần chị vẫn hay mặc với cái chiều dài đấy thì chị mặc được nhá. Bởi vì quần này của em Nga em nói thật sự những cái quần này em mặc là qua mắt cá chân này. Đấy ạ, và những cái quần này là nó rất là dễ mặc luôn. Nói chung là những chị yêu là cao 1m65 thì với chiều dài 92-93 phân là nó là chiều dài gọi là đã là dài rồi. Nhưng nếu mà các chị yêu mà cảm giác các chị yêu phải mặc được các chị yêu cho đơn cho em nha. Còn có thể chị mặc nó sẽ ngang ngang mắt cá chân hoặc trên mắt cá chân đấy chị yêu, vì chị cao 1m65. Chị Thúy Ngô một quần M6 52 cân ok. Chị Thúy Ngô em chốt đơn cho em thêm màu nhá, một áo đen đỏ cho chị Thúy Ngô nữa này. Đây là áo em chốt đơn này, chị Thúy Ngô một áo đen đỏ này, chị mãi gọi tên em một áo đen đỏ này. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Cái áo này màu đen vứt đâu rồi nhỉ? Đây, cái lô màu đen đâu nhỉ? Chờ em tí xíu ạ. À, chờ em tí xíu nha các chị yêu. Áo em đang mặc có mức giá là 380.000. Còn quần em đang mặc có mức giá là 450.000. Chị yêu nào lấy quần nhanh tay chốt đơn ạ. Quần số lượng có hạn thôi ạ. Quần số lượng có hạn thôi ạ. Đây ạ, màu đen đây ạ. Đây ạ. Áo em đang mặc có màu đen đây ạ. Đây. Có màu đen và màu đỏ nha các chị yêu nha. Áo này siêu xinh luôn rồi ạ. Các chị yêu lấy màu nào cho em cũng đẹp. 380.000 cho em áo này. Nhìn áo cho em Nga này. Nó đẹp chất ngất như thế này cơ mà các chị yêu. Áo này của em Nga là áo len nha. Hàng siêu phẩm luôn cho em Nga, không phải nghĩ về form chất và giá nữa. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Màu em đang mặc màu đỏ ạ. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo là M7, quần là M8 ạ. Quần M8 chị yêu nào không nhanh tay là hết hàng đấy ạ. À, được kiểm tra hàng không? Chị Soa Nguyễn ơi, bên em được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá các chị yêu nhá. Thiên em được kiểm tra hàng trước khi nhận nhưng không được thử hàng các chị yêu ạ. Đấy ạ. Nếu có vấn đề gì các chị yêu gọi điện và báo bên em để bên em hỗ trợ đơn ạ. À, quần nhung cao 1m67 cân, cao 1m73. Em có size vừa nhưng chắc chắn là chị mặc, chị chắc chắn là chị chấp nhận là mặc hơi ngắn cho em Nga nhé. Nga mặc màu nâu chị xem với ok chị yêu, chờ em chút xíu ạ. Chị Thanh Tâm này, chị Phương Thảo Nương 1M3. Chị Phương Thảo Nương thêm một bộ M3 nữa nhá, bộ siêu cấp M3 cho chị Phương Thảo Nương ok ạ.
Chị Thanh Tâm M6 màu đen cộng màu nâu size 19 ạ. Mai gọi lại chị nhé. Ok thì Thanh Tâm mai gọi điện chốt đơn ạ. Quần này chị yêu nào không lấy thì em nghĩ chắc chắn là các chị yêu sẽ bị bỏ lỡ. Chị Dung Trần một áo màu đen ok ạ. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc thì chốt đơn nhá. Còn quần em đang mặc có mức giá là quần em đang mặc có mức giá là 450.000 một chiếc quần nhung siêu phẩm. Quần nhung tâm các chị yêu nhé, quần em đang mặc là quần nhung tâm, số lượng có hạn. Size 32 em về được khoảng tầm 10 chiếc thôi, dành cho các chị yêu nào 71 cân đổ về. Size 32 em nói luôn là size 32 em chỉ về được khoảng tầm 10 chiếc, dành cho các chị yêu nào 71 cân đổ về. Cho nên chị yêu nào mà muốn sốt size 32 nhá thì các chị yêu phải nhanh tay hết sức có thể cho màu đen hoặc màu nâu. Đấy ạ. Tại vì cái quần này của em Nga này nhiều khi nó rất là khó luôn, không có hàng đâu các chị yêu ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Và với cái tình trạng mà biên như bây giờ thì em khẳng định với chị yêu nào mà không dinh thì thực sự nó sẽ khuyết size giống như đợt trước ạ. Hôm trước em nên đúng một line đúng không ạ, không có hàng nữa và không có size. Nhiều chị yêu đặt sau là không có hàng đúng không ạ. Và sau đó thì em có lên cho các chị yêu một mẫu khác tương tự đúng không ạ. Nên là những chị yêu nào mà may mắn thì chốt được rồi. Còn những chị yêu nào mà chưa dinh được mà rất nhiều chị yêu hỏi em về cái quần này thì ngày hôm nay em đã lên đã có được đấy ạ. Và về số lượng cũng không được nhiều đấy ạ. Cho nên những chị yêu nào lấy thì chốt đơn, tại vì nó bị tắc các chị yêu ạ. Đấy ạ, cho nên là nó bị về nó rất là ít, nó không được nhiều các chị yêu nhá. Size 32 thì về được khoảng tầm chục chiếc ạ. Size 31 thì nhiều hơn một chút xíu đấy ạ. Nhưng mà các chị yêu biết rồi, đủ size số ML 27, 28, 29, 30, 31, 32 đấy ạ. Số lượng không có nhiều nên chị yêu nào lấy chút đơn comment cho em đúng cú pháp là nhé. Em cũng định lên cái này đồng line nhưng mà cái này em cũng đã lên rồi, cho nên em chỉ giới thiệu lại các chị yêu biết thôi nhá. Bây giờ em sẽ mặc nhanh sang màu nâu, sau đó thì em sẽ qua mã cái quần này đấy ạ. Bởi vì sao, cái quần này của nhà em Nga thì quá vip đỉnh 450.000, đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng là mê, chỉ muốn mua thêm một chiếc nữa thôi. Ai đã mua một chiếc kiểu gì cũng mua chiếc thứ hai. Để ăn thêm chị yêu là mấy phút đâu. Mặc lên nó cực kỳ gọn luôn, gọn dáng vô cùng luôn. Cái quần này size nhỏ hơn so với bình thường đấy ạ. Mọi năm thì cái quần của nó form, mọi năm bình thường em chỉ mặc quần này là 28 thôi các chị ạ. Năm nay em phải mặc quần này là 29 bởi vì form quần này á, form nó gọn hơn mọi năm nhá các chị yêu nhá. Form của nó dáng như kiểu là bình thường chị em mình hay mặc quần jean ấy, nhưng mà chị em mình mặc kiểu một là jean baggy, hai là kiểu jean kiểu ôm ấy, ôm như kiểu baggy ôm ấy. Đấy ạ, baggy ôm ấy, cho nên là mặc lên nó rất là gọn luôn. Em đang mặc tông màu nâu đấy các chị nhé, nên là mặc cái quần này nó cực kỳ gọn giá. Đấy ạ, mặc nó rất là sướng luôn. Đây ạ, có co giãn nhẹ các chị yêu nhá. Form của nó rất là gọn gàng này, mặc lên nó cực kỳ gọn luôn. Siêu thích luôn cho em chiếc quần này. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn, comment cho em đúng cú pháp quần em đang mặc, mã cho em Nga là M6 ạ. Kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 450.000, bao form, bao chất, bao giá cho các chị yêu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn, đủ size 27 cho đến size 32 ạ. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga nhé. Đấy ạ, mã là quần là M6 ạ. Ok ạ, chị chuyên nguyên một quần M6 em chốt đơn màu đen ạ. Chị Hương Nguyễn gửi chị M1 màu đen size 2XL nhé. Ok chị Hương Nguyễn ạ. Chị Phương Thảo Nương một bộ 62 cân cao 1m55 và một bộ size L nữa nha. Tức là chị Phương Thảo Nương là lấy cái bộ M3, bộ siêu cấp đúng không ạ. Chị lấy cái bộ nỉ bộ cốt tông xốp của 1668 là chị lấy hai bộ đúng không chị? Chị Phương Thảo Nương chị lấy hai bộ đúng không ạ? Chị Phương Thảo Nương mà lấy thì inbox vào trong cha vui lòng chuyển khoản giúp em Nga nhá. Rồi ạ, chị Chi Nguyễn M6 size 28 màu đen ok ạ. Chị Chuyên Nguyễn M6 màu đen ok ạ. Lưu ý cho em Nga nhá, quần này của em Nga nhỏ hơn một size so với bình thường, tức là mọi năm em chỉ mặc quần này là size 28 thôi. Nhưng năm nay em phải mặc quần này là size 29 bởi vì cái dáng quần này ấy nó giống như của chị em mình mặc quần jean ấy chị yêu. Ví dụ quần jean mà em cứ mặc quần jean mà em mặc baggy em chỉ mặc size 25 thôi. Nhưng mà em mà mặc cái dáng quần mà dáng ôm hoặc là cái dáng mà kiểu hơi vẩy ấy là em phải mặc lên 26 hoặc 27 đúng không các chị yêu. Đấy thì cái quần này cũng vậy luôn. Nên form của nó rất là gọn luôn, mặc rất là dễ mặc. Và chị yêu nào từ 40 cân cho đến 50 40 cân cho đến 46 cân thì mặc quần này cho em size 27
từ 46 cân cho đến dưới 51 cân thì mặc quần này cho em size 28. Em đang mặc quần này là 29, dành cho các chị yêu 56 cân đổ về em chốt đơn. Và size 30 dành cho các chị yêu 61 cân đổ về, size 31 dành cho các chị yêu 66 cân và size 32 dành cho các chị yêu 71 cân, tính theo chiều cao 1m6 đổ về em chốt đơn. Size 32 thì có rất là ít nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Đấy, comment cho em đúng cú pháp là M6 kèm theo màu, màu đen hoặc màu nâu siêu tây. Quần nhung này thì rất là đỉnh luôn rồi. Chị yêu nào lấy mặc cho em là mê luôn cho em Nga nhá, nhìn rõ form chất cho em Nga này, cực kỳ sang xinh và cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Màu em đang mặc là màu nâu, dâu siêu tây luôn cho em Nga. Đấy ạ, chị Võ, chị Vũ Hoài Thanh, 1m6 em chốt đơn. Chị cao 1m65 nặng 62 cân thì vừa say nào. Chị Vượng Đào ơi, nếu mà chị cao 1m65 mà nặng 62 cân thì mặc quần này cho em size 20, size 30 chị nhá. Mặc cho em size 30. Chị mặc cho em size 30. Đấy ạ, size 30 là chị mặc cho em, chị mặc cho em size 30 là ok ạ. Mặc cho em size 30, còn trừ khi chị thích mặc rộng rãi thoải mái nhiều, tức là mặc kiểu các chị yêu nào mà không thích mặc ôm quá thì các chị yêu thích mặc kiểu hơi baggy nhiều thì có thể chị lấy sang size 31 cho em Nga cũng rất là được. Nói chung quần này siêu dễ mặc và mức giá cho em Nga 450.000 cho em quần này. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em Nga hai màu cho các chị yêu thay đổi. Còn bây giờ em xin phép vượt qua một mã tiếp theo này. Quần này em giới thiệu vậy thôi, nếu còn thì em sẽ lên tiếp cho các chị yêu. Còn nếu mà không thì các chị yêu cứ inbox vào trang chốt đơn cho em Nga này, em chốt đơn. Đấy ạ, bởi vì quần này nếu mà còn thì em sẽ lên tiếp cho các chị yêu. Còn bây giờ thì em xin phép được lên cho các chị yêu một mã nữa. Đấy ạ, nên tiếp theo cái bộ này nhá. Rồi, em lên set nhung đúng không ạ? Này toàn bộ hot thôi. Đây ạ, em lên cho các chị yêu một set dạ nhung các chị yêu nha. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh cho em nha. Đây, set bộ này em có 3 màu, em có màu nâu, màu đen. Nói chung là bộ này thì nên để mặc đầu lai thì sẽ ok. Mẫu nào cũng muốn mặc đầu lai. Các chị yêu có muốn em lên không? Em có bộ này. Các chị yêu nha, rồi em đang có 3 mẫu bộ. Mà em đang thực sự là ngày hôm nay em nói thật sự là không về thì thôi, về một lúc là nó về cho em na liệt luôn. Mặc toàn bộ đặc sắc thôi. Em có một mã bộ siêu cấp này. Một bộ này em đang mặc này. Còn cái bộ này nó là hàng siêu cao. À, bộ này của em Nga thì nó là hàng siêu cao cấp cho em Nga thôi. Cái bộ này của em Nga nó là hàng siêu cao cấp nhá. Nó là cái bộ mà ra sau của cái bộ hàng siêu cấp 1668 đấy. Đấy ạ. Thì cái bộ này form gọn hơn này, những chị yêu nào mà người nhỏ là các chị yêu mặc được này. Đấy ạ. Còn lại là cái bộ này của em Nga thì nó là bộ dạ nhung. Trời ơi, em không biết lên cái gì nữa bây giờ. Nói thật sự là còn sớm thì em sẽ lên cho các chị yêu nên hết luôn nhé. Còn sớm thì nên hết luôn. Quần này thì nên kiểu gì được đây. Quần nhung 43 cân mặc được cho em size 27 Nhật Linh nha. 40. Rồi em sẽ mặc nhanh đi. Mỗi màu, mỗi bộ em mặc khoảng tầm, em giới thiệu khoảng 5 phút thôi nha. Có chị yêu nào lấy thì inbox vào trong trang, hoặc cứ các chị yêu cứ chốt đơn hoặc chụp ảnh màn hình inbox vào trong trang được không ạ? Em mặc tốt luôn đi. Mặc tốt luôn nha các chị yêu. Cố gắng mặc nhanh. Quần thì các chị yêu inbox, hay inbox nhanh thì có hàng. Chị chuyên Nguyễn M6 màu đen ạ. Chị Chi Bích M6 28 đen ạ. Chị Vũ Hoài Thanh M6 32 nâu ạ. Chị Nga Nguyễn M6 28 đen ạ. Chị Dung Trần M7 đen ạ. Chị Thanh Tâm M6 29 đen và nâu ạ. Chị Thúy Ngô M7 màu đỏ ạ. Chị Phương Thảo Nương M7 size L ạ. M3 size L ạ. Rồi, chị yêu nào lấy thì cứ inbox vào trong trang hoặc hoặc chốt đơn cho em Nga. Rồi em lên bộ này nhá. Bộ này em đang chót mặc mất size M rồi. Bộ này em phải mặc size L thì nó ok hơn. Bộ này form rất là gọn này. Bộ này form nhỏ các chị yêu ạ. Bộ này M là XL nhưng form của nó form nhỏ. Xếp bộ dạ nhung. Bộ đẹp quá. Nghe đang mặc size M mới rồi. Thôi em không cởi ra nữa bởi vì mặc thế mà thay đổi thì nó lại lâu quá. Quá. Đây ạ. Bộ này là set bộ dạng nhung hai chi tiết các chị yêu nha.
kiểu dạng như kiểu là chất liệu à, dạng nhung có giãn đấy các chị yêu. Đây đấy ạ, đẹp quá các chị yêu ơi. Bộ hai chi tiết giúp em đẹp không các chị? Em đang mặc bộ này là size M. Bộ này size M chỉ dành cho các chị yêu nào khoảng tầm form nó rất là gọn đấy, những chị yêu nào mà người nhỏ chốt được cho em Nga này. Em đang mặc bộ này là size M. Bộ này em có 3 màu nhá, em xin phép được mặc một màu thôi được không ạ? Vì bộ này thì em xin phép được mặc một màu. Bộ này em có 3 màu, còn lại buổi khác em sẽ mặc đủ các màu cho các chị yêu. Đây đẹp quá các chị yêu ơi, dáng này rất là nhỏ gọn luôn. Bộ này của em Nga, những chị yêu nào mà người nhỏ nhỏ nhá, đấy, mặc lên cho em rất là đẹp luôn. Dáng này, ôi cái gấu áo của nó rất là xinh luôn. Chị yêu nào khoảng tầm từ 45-46 cân đổ lên cho đến dưới khoảng tầm 52-53 cân đổ về, 46 cân cho đến 52-53 cân đổ về thì mặc cho em bộ này size M như em Nga đang mặc. Em đang mặc bộ này size M nhưng em mặc nó hơi bị ôm đấy, hơi ôm đùi một chút xíu. Nên chị yêu nào cứ khoảng tầm 45 cân cho đến 52 cân là mặc cho em size M. Từ 52 cân cho đến 57 cân là mặc cho em bộ này size L. Từ 57 cân cho đến 62 cân đổ về là mặc cho em bộ này size XL nhé. Bộ này em có 3 size M, L, XL. Từ 45 cân cho đến 62 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân cho đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Và nó là một set bộ dạng nhung cao cấp nha. Ba chi tiết và màu này của em Nga nó là màu đây ạ các chị ơi. Nhìn cho em Nga nó là cái màu mận này các chị yêu này. Cái màu mận đấy các chị yêu nha. Đấy ạ, cái màu mận đấy ạ. Cái màu mận đấy các chị yêu nha, màu đậm như thế này. Rất là đẹp, logo hoàn toàn thêu nổi cho em Nga. Chất liệu cho em Nga đây, các chị yêu ngắm kỹ cho em Nga này. Đường kim, mũi chỉ, đường lai cho em Nga. Nó là một dòng siêu phẩm set bộ dạ nhung, dòng thiết kế đặc riêng dùng em Nga. Form dáng đẹp, màu em đang mặc em gọi nó là màu mận các chị yêu nha. Màu thứ hai đó là màu đen. Màu LXL bộ này thì form rất là gọn. Màu thứ hai là màu đen này. Màu thứ hai là màu đen. Ôi mặc siêu thích luôn, form rất là đẹp. Màu thứ hai là màu đen. Màu thứ ba cho em Nga là màu nâu. Màu thứ ba này cho em Nga là màu nâu. Bộ này em có 3 màu nhá. Màu nâu này, các chị yêu ngắm cho em màu nâu nha. Màu đầu tiên là màu mận. Màu thứ hai là màu đen. Màu thứ ba cho em Nga là màu nâu. Đủ size M, L, XL từ 45 cân cho đến dưới 62 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào muốn sở hữu cái set bộ em Nga đang mặc thì nên đơn cho em bộ này này. Mức giá cho em Nga này 720.000 giúp em Nga. Bộ em Nga mặc có mức giá là 720.000. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M mấy nhỉ? M8 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn 720.000 cho em set này. Bộ em đang mặc có mức giá là 720 nhá. Nên chị yêu nào đấy comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. 720.000 giúp em nha. Bộ em đang mặc có mức giá là 720.000. 720.000 à, từ từ cho em xíu ra. Ok. 42 cân có vừa không ạ? 42 cân chị cao bao nhiêu ạ? Gửi cho chị. Gửi chị gì ạ? Gửi chị gì ạ? Chị Phương Thảo đang hỏi là gửi gì ạ? Bộ em đang mặc là có MLXL thôi ạ. Bộ em đang mặc có MLXL nhá chị yêu ơi. Bộ em đang mặc có MLXL ạ. Chờ tí xíu ạ. Bộ em đang mặc có mức giá là 720. Chị yêu nào lấy chốt đơn ạ. Màu bộ này của em Nga nó là chất liệu nhung, dạ nhung ạ. Đây chị yêu ơi, chị hỏi em có mềm không thì đây ạ, em cầm cho các chị yêu như thế này đấy ạ. Chất liệu đây các chị yêu nha. Đây các chị yêu sờ cho em Nga thì biết ạ, chất nó rất là sướng luôn. Mềm ạ, mềm các chị yêu nhá. Mềm, dễ mặc, cực kỳ xinh. Đã, chất liệu dạ cho em Nga 720.000 hộ em có đủ size M, L, XL 62 cân đổ về chốt đơn 45 cân cho đến 62 cân. Em hôm nay em xin phép được mặc một màu trước này. Đã, màu em đang mặc là màu mận, màu thứ hai là màu đen, màu thứ ba là màu nâu các chị yêu nhá. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. 62 cân cao bao nhiêu chị Hương Trần ơi, cho em thêm chiều cao đi ạ. Cao 1m50 mà nặng 42 cân thì mặc cao 1m50 nặng 42 cân à. Nói chung là mặc hơi thoải mái cho em Nga một tí xíu nhá. Tức là chị mặc thì cũng mặc được đấy, nhưng mà mặc hơi thoải mái cho em một chút xíu. Nếu mà phần vai và phần ngực chị đậy thì mặc kiểu như em Nga đang mặc nó ok này. Vì chị cao có 1m50 thôi. Chị cao có 1m50, chị nặng 42 cân thì chị mặc kiểu như em đang mặc này. Bộ này rất là xinh luôn, form nhỏ gọn. Nói chung cái dáng này dành cho các chị yêu là người nhỏ gọn, các chị yêu mặc rất là đẹp luôn. Em đang mặc bộ này size M. Form rất là đẹp, nhỏ gọn nhá, xinh. Chị yêu nào người nhỏ gọn thì lấy cho em bộ này là M8.
hôm khác em sẽ lên cho các chị yêu đủ size. Hôm khác em sẽ lên đủ màu cho các chị yêu. Đấy, còn hôm nay em xin phép được mặc lên tạm một màu trước, nên chị yêu làm lời cứ chốt đơn cho em nha. Mức giá 720.000 cho em nha. Đấy ạ, em có 3 màu, màu mận này, màu đen này. Em khoác cái áo nha các chị yêu nha. Hôm nay cho em xin phép em khoác cái áo thôi, còn quần em dơ. Đấy ạ. Màu em đang mặc là màu mận này. Đấy ạ. 720.000 hộ em ạ. 720 đẹp quá. Đây ạ, màu này của em Nga nó là màu nâu nha. Màu này của em Nga đang mặc nó sẽ là màu nâu. Đây ạ, màu nâu các chị yêu nhá. Màu em đang mặc nó sẽ là màu nâu. Đây, bộ em đang mặc nó sẽ là màu nâu như thế này. Chị yêu nào thích nâu này, chốt đơn cho em là nâu. Đây ạ, các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga màu nâu. Màu em đã up được trên trang rồi. Đây, chất liệu của nó là như thế này cho em Nga. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Form dáng đẹp, kiểu dáng gọn ạ. Bộ này form gọn nhá, 62 cân đổ với em chốt đơn. Đây ạ, màu em đang mặc là màu nâu. Màu thứ ba nữa là màu đen. Em có 3 màu cho set bộ này. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi, còn sau đó thì sang tiếp này. M8 cho chị tươi hồng màu đỏ mận, ok ạ. Chị yêu nào người nhỏ cứ chốt đơn cho em Nga. M8 màu mận cho chị Ngọc Anh, ok ạ. Đấy ạ, màu đây là màu đen nhá các chị yêu. Chị yêu nào lấy màu nào chốt đơn cho em màu đấy. Màu mận thì quá xinh luôn rồi. Màu mận, quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, đây là màu đen. 720.000 cho em xem này. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Đây, màu đen các chị yêu nhá. Đấy ạ, thông cảm mà cho em như thế này một chút xíu. Rồi, đây là màu đen. Chị yêu nào muốn sở hữu màu đen thì nhanh tay chốt đơn cho em màu đen. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Rồi, bây giờ em xin phép được qua mã tiếp theo. Đấy ạ. Rồi, em nên nhanh cái set này nhá. Em nên nhanh cái set này cho những chị yêu nào mà người nhỏ này không mặc được hàng siêu cấp của em Nga, thì sẽ mặc sang hàng hàng siêu cao cấp này cho em Nga. Đấy ạ, em nên để em báo giá cho một số những chị yêu nào muốn sở hữu. Rồi, bây giờ em sẽ mặc mẫu này tiếp theo ạ. Em sẽ lên nhanh thôi nhá. Mẫu này thì nếu mà em về mà em còn số lượng em sẽ lên sau tiếp cho các chị yêu, nhưng em sẽ lên nhanh cho những chị yêu nào muốn sở hữu ạ. Hàng nào em cũng đã bỏ ra rồi. Rồi. Đây. Đẹp quá. Đây ạ, những chị yêu nào mà người nhỏ chốt sang cho em bộ này nhá. Quá là đẹp, quá là chất. Bộ này thì form của nó là form size chuẩn rồi. Hàng này của em Nga nó là hàng siêu cao cấp các chị yêu nhá. Đẹp không ạ? Bộ này là em phải riêng đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Nhưng mà chỉ có hàng siêu cao cấp này thì nó mới có thôi. Còn cái hàng siêu cấp thì nó không có các chị yêu ạ. Mà nó rất là đẹp. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nha. Đây, bộ em làm lại đây ạ. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này. Nhìn kỹ cho em Nga nha. Đương nhiên nó có sự khác nhau đấy các chị yêu nha. Cho chị cái bộ siêu cấp của em Nga. Đây ạ, em có em nói thật sự là em bán hàng nào là em giới thiệu rất kỹ nha. Các chị yêu nhìn siêu cấp và cái hàng của em Nga nó có sự khác nhau đấy nha. Các chị yêu, nếu mà em mà mặc đúng không, em mà mặc giống như người khác mà mặc đầu lai ấy, cũng cứ nói là đấy, nếu mà các chị yêu mà không mua cùng của shop em nha, mà không giống như em mặc là vừa xong em mặc M3 là hàng siêu cấp nỉ, chất liệu cotton shop hàng 1668 đúng không ạ. Còn bây giờ em đang mặc cái set này của em Nga nó là hàng siêu cao cấp đúng không ạ, thì em mà cứ mặc lên như thế này các chị yêu làm sao phát hiện được là đâu là hàng siêu cấp và hàng siêu cao cấp đúng không ạ. Chỉ có em Nga bán rất thật. Bởi vì sao em bán hàng nào em bán hàng đấy, bởi vì sao em về cả hai dòng em phải bán cả hai dòng, em nói rất chân thật chứ. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này, hàng siêu cấp nha. Các chị yêu nhìn này, logo này toàn bộ đây là đính đá cho em Nga nha. Logo theo này có đính đá và các chị yêu nhìn chất cho em Nga này. Còn logo đây của em Nga nó là theo nhưng không đính đá nha. Lưu ý cho em Nga nha, đây là theo không đính đá và đương nhiên hàng này của em Nga nó là hàng siêu cao cấp thôi. Được chưa các chị yêu? Em bán hàng nào em nói rất rõ hàng đấy các chị yêu nha. Đấy ạ, mác của em Nga hàng siêu cấp là 1668, nhưng bởi vì 1668 nó không có size nhỏ.
nó không có size cho người 48 cân cho đến 55 cân các chị yêu nha. Đấy ạ. Và các chị yêu sẽ thấy ở đây của em Nga cũng có thêu và đính đá này. Đấy ạ. Nhưng các chị yêu nhìn ở đây cái đá này của em Nga nó là đá này nhá. Hai cái hơi khác nhau một chút xíu đấy ạ. Đấy ạ. Nên chị yêu nào muốn sở hữu thì cứ comment cho em Nga. Nói chung là hàng siêu cao cấp cũng rất là đẹp luôn. Form dáng đẹp dễ mặc. Họa tiết rất là xinh cực kỳ đỉnh như thế này. Nên chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em set bộ em đang mặc lên hộ em. Mã này là M9 giúp em nha. Đấy ạ, M9 em có đủ size này. M, L, XL, 2XL, 3XL bao vừa cho các chị yêu đến 75 cân đổ với em cho đơn. Size M là size em Nga đang mặc dành cho các chị yêu nào từ 48 cân cho đến dưới 55 cân đổ về mặc cho em size M. Size L dành cho các chị yêu từ 55 cân cho đến dưới 60 cân. XL từ 60 cân cho đến 65 cân. Size 2XL dành cho các chị yêu từ 65 cân cho đến 70 cân. 3XL dành cho các chị yêu đến 75 cân đổ về em chốt đơn bộ này. Bộ này em vào đắt hơn bình thường với các cái set bộ hàng siêu cao cấp bình thường là 30-40 nghìn. Nhưng em dành cho các chị yêu mức giá này, em khẳng định với các chị yêu luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Mức giá này là em bao giá cho các chị yêu. Đấy ạ. Em về đắt hơn nhưng em ra cho các chị yêu với mức giá siêu tốt luôn cho các chị yêu. Em chấp nhận là em sẽ giảm cái mức kia cho các chị mức kia xuống ạ. Bởi vì sao? Tại vì cái set bộ này của em Nga nó quá là độc đáo luôn, nó quá là hot. Và em về riêng dòng siêu cao cấp. Và đương nhiên dòng siêu cao cấp của em Nga thì mặc nó cũng quá là đỉnh luôn rồi. Bởi vì em nói thật sự với các chị yêu nhá, dòng siêu cao cấp của em Nga mặc lên form nó rất là đẹp và cực kỳ sai xinh. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái dòng siêu cao cấp này thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M9 kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 48 cân cho đến 75 cân đổ về em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 620.000 cho em bộ này. Bộ này em chỉ dành cho các chị yêu với mức giá 620.000. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp là M9 kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. 620.000 cho em Nga. Dòng siêu cao cấp chất liệu cốt tông pha polyester trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc đẹp cho em Nga. Và đương nhiên dòng siêu cao cấp của nhà em Nga thì từ trước đến nay nó vẫn là một trong những cái dòng mà được rất nhiều các chị yêu yêu thích luôn rồi. Không phải suy nghĩ, nếu chị yêu nào mà không dinh được cái hàng siêu cấp, các chị yêu có thể dinh cho em cái hàng siêu cao cấp này. Mặc cho em cũng không bao giờ nỗi mốt, cũng không bao giờ biết chán, cũng không bao giờ các chị yêu phải suy nghĩ. Đấy ạ, không bao giờ cảm giác thấy bị nỗi mốt. Và cái gam màu cũng như họa tiết này nó quá độc đáo luôn. Đấy ạ, đẳng cấp luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Đảm bảo với các chị yêu là nhận hàng là ưng làm mê. Vì dòng của em Nga đang mặc nó là dòng siêu cao cấp. Mức giá cho em Nga là 620.000. Bao form, bao chất, bao giá nhá. Đầu vào em nhập đắt hơn nhưng em ra cho các chị yêu với mức giá là chỉ có 620 thôi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga. Mã em đang mặc là M9 đủ size M, L, XL, 2XL, 3XL. 75 cân đổ với em chốt đơn ạ. Mã em đang mặc là M9 nhá. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. M9 size M. Mặc lại M8 đi bạn ơi. Chị Thương Huyền ơi, bây giờ em không quay lại M8 nữa. Tí chị tua lại hộ em được không? Bởi vì nếu như em có thời gian buổi sau em sẽ lên M8 cho các chị yêu đầu like. Đấy ạ, à, hôm nay nó về tự dưng. Tại vì cũng may mà nó về được tầm này. Chứ còn nếu mà mấy nữa nó về thì chắc chắn là tắc điên thì chắc không có hàng về. Cũng may mà tự dưng nó lại về được tầm này cho các chị yêu. Chứ không mà tự dưng nó mà tắc một cái thì thôi. Thật sự là không biết như thế nào luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. M9 ạ. M9 620.000 cho em Nga. Đẹp, sang xịn, quá là chất ngất. Chị yêu nào mà muốn không dinh được cái bộ siêu cấp của em Nga vì form của siêu cấp nó to thì các chị yêu chốt cho hai em hàng siêu cao cấp. Siêu cao cấp nó cũng quá là tuyệt vời luôn. Không có cái gì phải suy nghĩ. Bởi vì siêu cao cấp nhà em Nga từ xưa đến nay em bán thì các chị yêu biết rồi. Nó chất của nó quá đẹp và nó quá nổi tiếng về hàng siêu cao cấp của em Nga rồi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Vì chất liệu của em Nga nó là chất liệu cốt tông pha polyester cho nên nó rất là bền với thời gian và cực kỳ xinh. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Lưu ý cho em Nga, bộ em đang mặc là hàng siêu cao cấp ạ, không phải là siêu cấp 1668 nha. Đấy ạ, mức giá 620. Ok ạ, M9 em chốt cho chị Nhung Nguyễn. Ok ạ, chị Linh Nhật M6 màu nâu. Ok ạ, M6 màu nâu là cái gì nhỉ? M6 mình có cái gì màu nâu nhỉ? À, M6 là quần ạ. Ok ạ. Rồi ạ, bộ em đang mặc là M9. Chị yêu nào muốn lấy M9 thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M9 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Bộ này thì em mới về cho nên số lượng cũng không nhiều. Em về được tất cả là khoảng tầm được 10 giây thôi. Tại vì cái hàng này ấy thì nó là cái hàng mà em về kiểu, nói chung là em về kiểu đặt riêng á. Tại vì là một số cái hàng siêu cấp nó không cho mình đặt cái size nhỏ cho khách, cho nên là em buộc phải đặt cái hàng siêu cao cấp
đấy ạ, nên là em đặt thử và em mới về đủ size M, L, XL, 2XL. Bộ này của em đang có M nhá, nhưng mà M là M chuẩn nhá. Tức là M là vẫn là 55 cân như những dòng siêu cao cấp khác. Nên em về được khoảng tầm 10 giây M, L, XL, 2XL, 3XL em về thử. À, cho nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn M9 của em Nga nhá. Có bằng đấy size thôi nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Rồi. Bây giờ em xin phép được qua mã tiếp theo. Em lên nhanh thôi ạ. Hay ạ. Còn kịp không lên được không? Nay lên muộn quá. Rồi, em lên nhanh nha. Hay là có lên nữa nhỉ? Bây giờ lên hơi dở nhỉ. Lên các chị yêu còn muốn em lên được không ạ? Các chị yêu nào còn muốn em lên cho em một nút chấm nào. Hay là hẹn các chị yêu ngày mai đi ạ. Nay em lên cũng hơi muộn. Hơi muộn muộn. Siêu cao cấp màu đen em mặc 60kg có vừa không? Size L chị Nguyễn Hưởng ơi. Bộ em đang mặc mà 60kg thì mặc cho em size L chị Nguyễn Hưởng nha. 60 cân nhưng cao 1m60 thì mặc cho em size L ạ. Nên bộ nữa đi em. Chị chuột vàng. Ok ạ. Bộ em đang mặc đấy ạ. Em mặc để em giới thiệu cho các chị yêu hai mã khác nhau nhá. Chị yêu nào đấy. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này. Mã em đang mặc và mã kia. Nói chung là các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga. Đấy ạ. Để các chị yêu phân biệt được giữa hàng hàng nào ra hàng đấy nhá. Rồi. Lên cho các chị yêu một bộ nữa. Lên hàng siêu cấp được không nhỉ? Hay là gì? Váy hay bộ? Cho chị bộ siêu cấp mới về đi. Giới thiệu cho các chị yêu. Đúng rồi, cho chị luôn tông màu nâu luôn. Em xin phép được giới thiệu bộ này cho các chị yêu nha. Bộ này em phải gọi là tuyệt phẩm luôn. Rồi, bộ này em có 3 phiên bản màu em về. Bộ này em chắc chắn là nhiều chị yêu chưa nhìn đâu. Có khi là shop em cũng là một trong những cái shop mà về sớm nhất cái bộ này đấy ạ. Bộ này của em Nga nó là tuyệt phẩm luôn nhá. Bộ này chị yêu nào mà không lấy quá phí luôn này. Bộ này thì nó là hàng siêu cấp. Em bung luôn cho các chị yêu. Bộ này quá đẹp luôn các chị yêu ơi. Đây ạ, các chị yêu ngắm cho em Nga đi. Bộ này màu trắng, màu nâu hay màu đen, màu nào cho em cũng đẹp. Em có đủ size SML 3 size. Rồi, nên nốt nên thêm cho các chị yêu bộ này nữa. M9 thị tươi hồng, M9 size M, ok ạ. Cho chị bộ M9 nhé. Ok chị Nguyễn Thu Thủy, bộ M9 em chốt đơn. Chị yêu nào lấy bộ M9 thì chốt đơn cho em bộ M9 nhá. Chị Bằng Lăng, bộ có đá. Chị Bằng Đăng là đang hỏi em bộ gì có đá. Bộ siêu cấp của em cũng có đá và bộ này nó cũng có đính cườm ạ. Bộ này em gọi nó là đính cườm các chị yêu nhá. Đây này, nó đính những cọc cườm đây này. Đấy ạ. Đấy ạ. Nên là chị yêu nào nhìn hộ em nha. Đây, họa tiết theo đây ạ, logo theo đây ạ. Đấy. Cái bộ này cực kỳ hot luôn rồi. Bộ của em Nga mà bộ của em Nga đang mặc ấy, hàng 1668 thì nó siêu hot luôn rồi. Còn đây là em đặt riêng về cái hàng siêu cao cấp cho các chị yêu thôi. Rồi, bây giờ em sẽ mặc lên bộ tiếp theo đi. Bộ em đang mặc chị yêu nào lấy cứ chốt đơn. Em mới về mẫu được bằng đấy thôi. Có bao nhiêu các chị yêu cứ chốt đơn ạ. Còn lại là nếu còn hàng thì em sẽ báo các chị yêu tiếp. Còn nếu mà không thì các chị chốt đơn. Bộ này xuất sắc các chị yêu ạ. Bộ này màu trắng cũng đẹp. Bộ này em phải nói là chị yêu nào dinh bộ này của em Nga quá là đẳng cấp luôn. Ôi. Cái áo dây này của em Nga nhá, nó là cái gam màu kiểu mơ màu kiểu hơi kiểu gì nhỉ? Không phải kem đâu các chị yêu ạ, mà nó là kiểu cái màu của nó lạ lắm, nó không phải là màu trắng đâu các chị yêu nhá. Màu áo bên trong của em ấy. Bộ này của em Nga là bộ 3 chi tiết. Hàng siêu cấp nhá, bộ nỉ của hàng của hãng CNT. Hãng CNT và JR các chị yêu nhá. Mẫu này của em Nga là CNT và JR, hàng siêu cấp.
Ai thích siêu cấp thì chốt đơn cho em bộ này. Bộ này của em Nga là set bộ siêu cấp hàng của một của CNT và JR các chị yêu nhá. Đây. Bộ này đẹp lắm luôn ạ. Bộ này chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em Nga này, một cái set bộ kiểu các chị yêu có thể mặc bấm khuy kéo quá bấm khuy nhá, khoác cho em Nga, dáng bom rất là đẹp và set bộ 3 chi tiết như em Nga đang mặc nhá, thì chốt đơn cho em bộ này. Bộ này của em Nga thì em thấy form của nó cũng khá là thoải mái đấy các chị yêu ạ. Đã, nên chị yêu nào mà lấy em có size S, M, L 3 size. Chị yêu nào mà 67, 68 cân hoàn toàn các chị yêu mặc được cho em set này luôn. Rất là đẹp và cực kỳ xinh luôn ạ. Đây. Ôi bộ này siêu đỉnh luôn các chị yêu ơi. Form này thì chị yêu nào mà người nhỏ nhỏ quá thì các chị yêu đợi cho em cái dáng sau một chút xíu ạ. Form này đẹp quá. Bộ này rất là xinh này. Đây. Cái kiểu cổ của nó này các chị yêu ơi. Bấm rất là đẹp nhá. Chất liệu của em Nga nó là chất liệu nỉ ạ. Hàng siêu cấp của CNT. Form dáng đẹp, kiểu dáng thiết kế rất là xinh. Trời ơi. Bộ này xuất sắc luôn. Bộ này lúc nào em phải lên đầu like cho các chị yêu. Còn em sẽ lên đầu like cho các chị yêu nhé. Bộ này em có 3 màu. Nếu mà còn hàng em sẽ lên. Đấy ạ. Đẹp quá. Đây ạ. Màu em đang mặc là màu nâu các chị yêu nhé. Bởi vì cái bộ em đang mặc ấy nó là màu nâu. Nhưng mà cái đường like của nó này, đường like của nó là like kiểu like cam ấy các chị yêu. Đây. Nó là like cam như thế này các chị yêu nha. Đấy ạ, quần của nó cũng là đường like cam như thế này. Form của nó rất là đẹp và cực kỳ sang xinh như thế này. Khỏe khoắn, trẻ trung và cực kỳ năng động luôn. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em một cái set bộ em Nga đang mặc nhá. Với cái kiểu dáng như em đang mặc này. Đấy ạ, cổ của nó là cổ cao, bấm khuy như thế này. Các chị yêu có thể bẻ cổ hoặc các chị yêu có thể bấm lên cho em Nga. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh. Nó là siêu phẩm set bộ thể thao hàng 3 chi tiết. Hàng thiết kế đặt riêng của nhà CNT và JR. Đấy ạ, chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga cái một cái set bộ nỉ siêu cấp như em Nga đang mặc. Đủ size S, M, L 3 size. Tông màu em đang mặc là tông màu nâu này. Tông màu thứ hai là tông màu trắng này. Tông màu trắng này, tông màu trắng đẹp lắm luôn. Bộ này tông màu trắng và tông màu đen đẹp ngất ngây luôn ạ. Nó là đường lai trắng ạ. Ui, bộ này đẹp lắm. Cái gì cũng đẹp cho em nhá. Bộ này này, các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Màu trắng này, đường lai của nó này. Đường lai ánh đỏ này. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Màu trắng nhưng đường lai của nó là đường lai ánh đỏ. Màu nâu của em Nga thì đường lai của nó là lai cam. Nhưng mà màu trắng này, đường lai của nó là đường lai đỏ các chị yêu nha. Nên mặc lên nó rất là đẹp, cực kỳ sang xinh đấy. Em mới dơ không, các chị có thấy đẹp chưa ạ? Đấy ạ, set bộ 3 chi tiết cho em Nga nhá. Màu đen, màu trắng, màu nâu, đủ size dành cho các chị yêu đến tầm 67 cân đổ về em chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp, mã cho em Nga là M bao nhiêu nhỉ? M bao nhiêu nhỉ? Đây. Màu đen cho em Nga. Màu đen thì đường lai của nó cũng là đường lai đỏ. Ôi, đẹp quá các chị yêu ơi. Đẹp xuất sắc đỉnh luôn ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em cái set bộ này thì em chốt đơn cho các chị yêu này. Bộ này thì em xin phép là bộ này em nhập vào đắt hơn so với các bộ siêu cấp khác 40.000 một set. Em nói không sai một tí xíu nào. Mỗi một bộ này em nhập vào đắt hơn so với các set bộ khác là 40.000 một set. Nhưng em xin phép được lên giá, em không cộng lên 40.000 mà em sẽ cộng cho các chị yêu mức giá như sau ạ. Em dành cho các chị yêu này mức giá cho em nha. 1.070.000 cho em set này. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Bình thường nếu mà lên 40.000 em sẽ tăng lên, em sẽ tăng lên đúng 40.000 đúng không ạ? Nhưng bộ này ngày hôm nay em sẽ dành cho các chị yêu mức giá là M 10 hộ em. Em có màu nâu như em đang mặc, nâu pha đấy ạ, màu nâu pha cam, trắng và màu đen, chất liệu nỉ nhá, hàng siêu cấp của CNT và JR dành cho các chị yêu với mức giá là 1.070.000, bao form, bao chất, bao giá toàn quốc đi ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn, logo của nó thêm nổi ạ. Dáng gấu quần bo các chị yêu nhá, form rất là dễ mặc. Quần bộ này thì chị yêu nào size S dành, chị yêu nào size S thì khoảng tầm 56 cân, 56 57 cân đổ về mặc được S, 61 62 cân đổ về mặc được M, 66 67 cân đổ về mặc được L cho em nha, với 3 phiên bản màu. Thế ạ, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp, mã cho em Nga là M10, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Đẹp, sang, xịn và chất nhất cho em nha. Bộ này của em Nga là hàng siêu cấp của em. Đấy ạ, mặc cho em Nga này, bẻ cổ đây này, lạ không các chị? Trời ơi, cái cổ của nó rất là lạ luôn, cực kỳ độc. Ôi, màu trắng của nó nữa thì cực kỳ tây luôn. Đây ạ, set bộ 3 chi tiết như thế này cho em nha. Đẹp quá. Mức giá cho em Nga là 1.070.000 nhá các chị yêu. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi ạ, còn màu trắng, màu đen thì em xin phép được khất mặc sau đi các chị yêu nhá. Giới thiệu sơ sơ cho các chị yêu. Báo giá thì báo giá rồi, up ảnh thì up ảnh rồi.
đấy ạ, báo giá cho các chị yêu đấy ạ, để cho chị yêu nào thích các chị yêu có thể chốt đơn, comment cho em nha. Còn chị yêu nào tin yêu thì các chị yêu chốt, còn nếu mà còn hàng thì em sẽ inbox màu đen đi em, nên màu đen luôn ạ. Bộ đen em mặc mã gì vậy? Chị Nguyễn Cầm ơi, chị đang hỏi em mã gì ạ? Mặc luôn màu đen bộ này á. Rồi thôi được rồi, em mặc luôn màu đen nha. Rồi em sẽ mặc màu đen vậy. Đây, có chị yêu nào đang hỏi em màu đen thì em mặc màu đen luôn này. Rồi em mặc màu đen luôn. Rồi chiều cho các chị yêu. Đã chiều đến đây rồi thì chiều luôn màu đen này. Rồi ạ, đây, mặc nhanh màu đen nha. Bộ này của em nha, trắng với đen đỉnh cao luôn ạ. Bộ này của em màu trắng với màu đen, nó pha đường nai đỏ cực kỳ đẹp luôn. Màu trắng à, chị yêu nào mà lấy màu trắng thì phải nhanh tay màu trắng, em nói thật sự. Riêng màu trắng nhá, bộ set này chị yêu nào mà thích trắng ấy mà các chị yêu phải nhanh tay trắng, bởi vì nó đẹp ngất ngây luôn. Mà cái bộ này của em Nga nó không có mũ. Ô, có đang bị mất đấy không nhỉ? Mà bộ này của em Nga nó không có mũ, hiếm bộ nào mà không có mũ lắm. Hiếm bộ nào mà kiểu như thế này mà không có mũ lắm, rất là đẹp luôn. Đây, xinh quá. Chị bị mất cái kia rồi kìa. Đây ạ, màu đen đây ạ. Đây các chị yêu nha, rồi em mặc luôn màu đen. Mặc luôn màu đen, đây em mặc luôn đây ạ. Các chị yêu bảo em mặc màu đen, thôi em mặc luôn. Đấy ạ, các chị yêu mai xem lại chỗ giúp cho em Nga này. Đẹp quá. Ơ bị đơ máy à hay là máy bị sao kìa? Chị không nhìn cái gì nữa kìa. Quay cho em cái gương kia thôi, em nhìn vào qua gương vậy. Quay em cái gương đi. Máy cái máy chủ không nhìn thấy thì thôi, để là nặng vậy. Nặng nốt. Đây quay đây chứ, không nhìn được chứ. Rồi, ok. Rồi ạ. Em bị máy chủ của em nó đang bị ao với mấy cái màn hình chính rồi, cho nên là em nhìn ẩn qua gương một tí xíu. Ủa đẹp thế. Ôi cái đường line bộ này, em nói thật sự bộ này mà chị yêu nào mà không chốt, em đảm bảo màu trắng màu đen hết hàng. Em đảm bảo màu trắng màu đen cháy hàng, không có hàng. Trời ơi cái bộ này mà đến lúc mà có mẫu mặc thì em nói thật sự, vì bộ này của em Nga nó là dòng thiết kế đặc riêng, hàng siêu cấp cho em Nga. Ôi đẹp thế. Các chị yêu ơi, màu đen này được gọn hình như màu nâu cơ nãy, hay là chị mặc nhầm size nhỉ? Chờ em tí xíu, hay màu nâu em mặc nhầm size, chứ em mặc màu đen em thấy gọn lắm. Tí nữa để em check lại nhá. Đây mặc em mặc màu đen này. Form này rất là gọn luôn nhá. Ui xinh vô cùng luôn. Nhìn hộ em ạ, à, nhìn hộ em nha. Em đang mặc màu đen đây các chị ơi. Màu đen này các chị yêu vẫn lấy chuẩn size cho em Nga này. Ôi hình như màu nâu kia chắc em mặc nhầm size hay sao ấy. Đây ạ, à, em mặc màu này này đẹp không? Ôi. Rất ngây luôn. Cổ của nó là cổ bẻ nhá, thiết kế cổ bẻ đường nai đỏ. Ôi đẹp thế. Quá là đẹp luôn các chị ơi. Bộ này gọi là đẳng cấp luôn các chị ạ. Không có một điểm gì để chê cho em cái set này. Logo cho em Nga nhá, hoàn toàn là logo theo nổi hộ em. Em khẳng định bộ này của em thế nào cũng đen với trắng hết luôn. Tí em mặc luôn màu trắng. Trời ơi mặc đen xong chất ngất luôn các chị ạ. Màu đen màu trắng đẹp ngất ngây luôn các chị ạ. Chị yêu nào mà tin em Nga cứ chốt màu đen màu trắng. Màu nâu thì chị yêu nào thích hãng chốt. Em mặc màu nâu xong, nhưng mà em nói thật sự đấy là màu nâu chị yêu nào thích thì chốt. Còn các chị yêu cứ lấy đen với trắng cho em Nga nhá. Đây, tin em đi ạ, à, lấy đen với trắng cho em. Trời ơi, nó đường line này. Đẹp đẳng cấp và cực kỳ sang luôn. Mà nó là cái bộ này của em Nga không có mũ, nó lại cổ bẻ và cái cổ của nó này. Các chị yêu ơi, ngắm cho em Nga nhá. Cái cổ, cái thân cổ của nó bên trong các chị yêu, nó né theo cái kiểu né đường line các chị yêu này. Cái cổ khi mà mình bẻ ra nhá, đen này, đỏ này, xong rồi màu kem này. Đấy ạ, à, còn nếu mà mình ấn lên như này ạ, à, nó rất là kín cổ luôn. Em đang mặc bộ này size S này. Size S dành cho các chị yêu khoảng tầm 55 cân đổ về mặc S, 60 cân đổ về mặc M và 65 cân đổ về mặc L cho em Nga. Bộ này form chuẩn giúp em Nga nhá. SML 32 hàng siêu cấp.
mức giá cho em Nga 1.070.000. Em bao bao chất bao giá toàn quốc. Vì bộ này em nhập vào đắt hơn so với các set bộ ba chi tiết khác là 40.000. Nhưng em chỉ nên cho các chị yêu đúng 20.000 một set thôi đấy ạ. Nên là em đang trợ giá cho các chị yêu bộ này là 20.000 một set. Em khẳng định luôn cho các chị yêu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là M bao nhiêu nhỉ? M10 hộ em nha. Đủ size ML, XL, à ML, SML. Dành cho các chị yêu mức giá là 1.070.000. Bộ em đang mặc là hàng siêu cấp 1.070.000 ạ. 1.070.000 em chốt đơn nha. Đây. Chị yêu nào lấy thì chốt kỹ cho em Nga này. Ôi đẹp quá. Ôi đẹp ngất ngây luôn các chị yêu. Đây. Bộ em đang mặc chất liệu là nỉ. Set bộ 3 chi tiết nha. Cúc bấm, cổ bé, rất là xinh, đường lai đỏ, rất là đẹp luôn. Bộ này quá là sang chảnh luôn các chị yêu. Trời ơi, những bộ này các chị yêu mặc đi chơi nhá. Mặc du xuân kiểu mặc con kiểu này đỏ Tết như này, mặc rất là đẹp luôn. Trời ơi, mặc những dịp gì cho em cũng xinh. Nói chung bộ này quá tuyệt vời. Em mặc luôn trắng các chị yêu nhá. Em mặc luôn trắng luôn ạ. Nó đẹp quá nên em mặc luôn trắng. Đấy ạ. Em xin phép được mặc luôn trắng nhá các chị yêu. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em nha. Đấy ạ, cho các chị yêu ngắm luôn ba màu cho các chị yêu chọn luôn. Chị yêu nào mà thích thì inbox vào trong trang cho em nha. Đấy ạ. Em mặc luôn trắng luôn này. Ôi trắng nó cũng đẹp cơ. Bộ này trắng các chị yêu không tin thì tin bộ nào. Yêu nào mà thích một set bộ 3 chi tiết mà không có mũ cổ bẻ mà màu trắng không dinh bộ này thì dinh bộ nào, em nói thật sự luôn. Em phải cất một bộ màu trắng này đi nữa này. Đẹp quá. Em nói thật sự luôn, bộ này quá là đẹp luôn, màu trắng. Màu trắng sang chảnh luôn ý ạ. Ui. Đẹp ngất ngây các chị ơi, em mặc cái màu nâu kia size M bảo sao em mặc nó rộng thùng thình. Em mặc cái màu nâu kia size to, thảo nào em mặc nó không đúng size. Túi nó đánh ra size, túi ở bên ngoài nó để S nhưng bên trong quá là em vừa kiểm tra nó là M. Đây các chị yêu nhìn em mặc nó đẹp như thế này mà. Ôi. Xinh quá các chị yêu ơi, bộ này xinh ngất ngây luôn, chất liệu nỉ nhá. Hàng siêu cấp. Trắng này, trắng cho em Nga này, trắng trắng né đỏ này. Các chị yêu nhìn cho em Nga này, trắng né đỏ. Ôi, đẹp ngất ngây luôn. Bộ này đẹp ngất ngây các chị yêu, trắng pha né đỏ các chị yêu nha. Quá đẹp luôn ạ, à. Sang chảnh cho em Nga cái cổ này. Ôi, bẻ cổ xuống cho em cũng xinh. Ôi, bộ này em nói thật sự lúc nào em mà em còn em sẽ up cho các chị yêu hoặc em sẽ lên đầu like cho các chị yêu. Xinh quá. Đẹp ngất ngây. Ai siêu cấp cho em Nga, chị yêu nào tin em đi, em tin em đi, ai thích siêu cấp nha. Cứ chốt cho em màu trắng và màu đỏ. Ai thích màu trắng thì chốt em màu trắng. Chị yêu nào mà hay mặc màu trắng đừng bỏ qua cái mẫu này màu trắng của em Nga. Tin em đi ạ, à. Các chị yêu đừng bỏ qua cái mẫu này màu trắng. Em phải nói nó là một tuyệt phẩm luôn. Trong những cái dòng set bộ thể thao mà cổ bẻ như em đang mặc. Em đang mặc bộ này là size S nhá. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây ấy. Xinh quá, khoái quá trời xinh luôn. Em bỏ ra phát là em đã mê luôn cái màu trắng rồi. Màu này, thấy không? Chất liệu của nó này. Ôi, chất liệu nỉ cho em ạ. Rất là đẹp. Chất liệu rất là vừa phải, dễ mặc, cực kỳ sang xinh nha. Nó không quá dày đâu các chị ạ. Dễ mặc vô cùng, khúc khuy bấm, rất là đẹp, cực kỳ sang. SML 3 size 65 cân đổ về em chốt đơn. Em đang mặc là size S. Size S dưới 55 cân, size M dưới 60 cân và size L dưới 65 cân. Chị yêu nào lấy chụp ảnh màn hình gửi qua inbox hoặc comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhé. Còn bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây. Đấy, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Chị yêu nào mà yêu thích sản phẩm nào thì comment cho em nha. Lưu ý cho em nha, ai thích cái set bộ nỉ siêu cấp không có mũ cổ bẻ nha. Cổ bẻ này là cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm, đơn giản ạ. Cái kiểu này của em Nga là kiểu rất đơn giản cho em Nga. Nó chỉ có một chút xíu cái đường nai đỏ như thế này. Nhưng mà đường nai đỏ này nó rất là ấn tượng luôn ý ạ. Xét bộ này em đảm bảo với các chị yêu này. Các chị yêu về nhìn cho em Nga cái tông màu của nó. Hai cách phối của nó cực kỳ hài hòa. Cực kỳ đẹp, cực kỳ mê. Và em khẳng định là chị yêu nào mà không lấy tiếc ngẩn ngơ. Đấy ạ, trắng và đen cứ bộ này mà chốt cho em Nga. Tin em đi.
Đấy ạ, các chị yêu đặt tin em đi, cứ bộ này trắng và đen, ai thích hàng siêu cấp nha. Em không biết là lúc này em đang ở đây các chị yêu có chị yêu nào đam mê những cái dòng này không. Còn nếu như chị yêu nào mà xem được like sau like của em Nga, các chị yêu cứ dòng này thích hàng siêu cấp như thế này của em Nga, cứ trắng mà đen mà chốt cho em Nga bộ này. Em tin em đi ạ. Đấy, còn ai thích nâu một chốt sau cho em Nga. Đấy, còn bây giờ em xin phép được chị tươi hồng, ok ạ. Chị tươi à, chị tươi hồng màu trắng size S, ok ạ. Chị Đoàn Bích M10 size S màu gì ạ? Chị tươi hồng ơi, chị cho em thừa số điện thoại rồi. Chị tươi hồng ơi, cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Chị Ninh Công màu trắng à, màu trắng là ok ạ. Tin em đi, cứ trắng với đen chốt cho em Nga. Màu nâu thì chị yêu nào thích nâu thì chốt sau. Tại vì là cái màu trắng này của em Nga nó pha đỏ các chị yêu ạ. Nó pha cái đỏ mà đỏ nó rất là vừa phải luôn. Ủa đẹp ngất ngây. Ủa đẹp ngất ngây luôn ý ạ. Cả trắng lẫn đen đều đẹp. Không có một điểm gì để chê cho em Nga. Trời ơi, xinh quá. Em đang nhìn qua gương đấy ạ. Em không được nhìn trực tiếp đâu mà em nhìn qua gương. Ok chị Đào Bích màu đen size S, ok ạ. Chị Ninh Công Ninh màu trắng size gì nhỉ? Chị Ninh Công Ninh size gì cho chị cho chị Ninh Công Ninh này. Chị Đào Bích màu màu đen size S rồi ạ. Chị Tươi Hồng ơi, cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Mức giá cho em có 1.070.000 thôi các chị yêu nhá. Đấy ạ, đẹp, sang xịn, chất siêu đỉnh luôn cho em Nga. Hàng siêu cấp giúp em Nga, dòng thiết kế đặt riêng của CNT và JR. Các chị yêu biết rồi, những cái nhà DBA này, CNT, JR, nó là những cái dòng nhà thương hiệu nổi tiếng về đồ bộ hàng siêu cấp như thế này rồi. Và các chị yêu nào mà mua những cái dòng này thì đương nhiên là các chị yêu nếu mà nhìn đúng cái những cái mã và tang mát này nhá, chỉ có ở những cái dòng này thôi. Bởi vì bản thân bọn em ấy cũng là người phải đặt, cũng phải đặt của những cái dòng nhà này, chứ bọn em cũng không thể nào tự phép nhập được. Ví dụ như hàng Quảng Châu ấy, những cái dòng mà cao cấp hoặc là những cái dòng siêu cao cấp thì có thể mình có thể đặt được, nhưng mà cái dòng mà riêng của những nhà này này thì tất cả mọi người đều phải qua nhà này thì mới có được cái dòng này. Còn đấy ở đâu khác thì chắc chắn nó là cái dòng mà nhái, chứ còn chỉ có những cái dòng DBA, CNT và JR nó là thương hiệu riêng rồi, nó là thương hiệu riêng của những nhà này rồi. Cho nên là những chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé, đẹp xuất sắc. Tin em đi ạ, cứ đen trắng mà chốt cho em Nga. Chị yêu nào mà xem được lại nai, cứ đen trắng mà chốt cho em Nga nhé. Nâu thì cái nãy em mặc size M nó hơi bị rộng, thì các chị yêu nào thích nâu mà thích ánh cam thì các chị yêu chốt cho em sau. Nhưng các chị yêu cứ đen trắng chốt cho em chị, các chị yêu ạ. Đẹp sang xịn sau này mặc xinh nhá. Xong đi đâu chụp ảnh nhớ cho em feedback đi ạ. Bộ này đẹp quá. Bộ này của em Nga nó không có mũ như thế này này. Em mặc nó cực kỳ thích này. Em thích nó ở cái này cổ nữa này. Các chị yêu có nhìn thấy cái cổ không ạ? Đây này, màu trắng này nhưng mà nó pha lấy cổ này, các chị yêu thấy đẹp không ạ? Ôi chất ngất luôn cho em Nga. Đấy ạ, mặc khỏe khoắn trẻ trung, bấm cúc khuy. Đấy ạ, phanh cho em cũng đẹp nhá. Phanh này thì cái áo này các chị yêu nhìn cho em Nga này, ở đây nó có một cái đường nai đỏ này. Đấy ạ, mặc lên nó cực kỳ chất luôn. Nói chung bộ này không điểm gì chê luôn rồi. Em phải nói là điểm 10 cộng. 10 cộng các chị yêu nha. Ok chị Tươi Hồng, chị Nhung Nguyễn M3 size M, ok ạ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Còn bây giờ xem phép được dừng like. Trời ơi. Chị nào? Chị Ninh Công Ninh cho em xin số điện thoại với ạ. Trời ơi nó đẹp quá. Nên đúng bộ cuối cùng, đẹp xuất sắc. Toàn những bộ, vì em bảo là hôm nay em không biết lên bộ nào trước, lên bộ nào sau. Em nói thật sự hôm nay chị yêu nào bỏ nỡ like mà cái mã nào mà hết hàng thì tiếc ngẩn ngơ. Ok chị Nhung Nguyễn M3 size M rồi ạ, ok ạ. Chị Tươi Hồng, chị Tươi Hồng màu trắng size S, ok ạ. Chị Ninh Công Ninh cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Ninh Công Ninh cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Đoàn Bích màu đen size S, ok ạ. Đẹp lắm luôn, tin em đi. Ôi đẹp lắm luôn chị Đoàn Bích ạ. Bộ này đẹp ngất ngây. Mặc nó kiểu nó nỉ nhưng mà nó không bị dày ấy, nó rất là vừa phải thôi. Nói chung là nỉ thu, các chị yêu mặc được ngay và luôn với thời tiết này luôn nhá. Bộ này là các chị yêu về nhận được hàng của em Nga với cái thời tiết thu như bây giờ là các chị yêu mặc được ngay và luôn. Mặc được ngay và luôn xe này cho em Nga, sướng. Đẹp quá, chị Oanh đăng màu đen size M, ok này. Đẹp quá các chị yêu ạ, thật sự luôn. Ôi bộ này đúng là đấy nhé, phải lên đầu like. Nói chung là hôm nay em không có bộ nào không đẹp luôn. Em có thật ra là bộ toàn bộ hot thôi ạ. Tại vì cái bộ đầu like của em Nga là cái bộ đấy của em đang gây bão. Tại vì cái bộ đấy của em Nga thì giá của nó rất là vừa mà em bán giá rất là tốt luôn. Thành ra là cái M1 của em Nga nó đang gây bão trên thị trường luôn. Đấy ạ, còn cái bộ này của em Nga thì nó là hàng mới về, nhưng mà thực sự là đúng em mặc lên em mới thấy nó đẳng cấp. Em nói thấy nó mới đẳng cấp. Chị yêu nào mà inbox sau ấy, mà chốt sau ấy, các chị yêu nếu mà hết hàng các chị yêu đợi bù của em để. Em sẽ lên, bởi vì bộ này này chị em mình mặc như này chơi xuân này, chơi Tết cho em Nga này, du xuân cho em Nga này. Nó là cổ màu đen, nó pha này đỏ như thế này này. Chị em mình mặc nó mới chất.
màu trắng, nhưng mà trắng của nó không phải là trắng một màu mà trắng kiểu phối như này, nó đạt đẳng cấp vô cùng luôn các chị ạ. Ôi nó đẹp quá. Còn sóc nhung không chị? À còn sóc nhung em còn chị yêu nhá. Ok ạ. Rồi, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Chị à, chị Linh Công Linh cho số điện thoại rồi đấy ạ. Ờ, ok các chị yêu, em còn sóc nhung chị Nguyễn Huệ nhá. Chị có thể inbox vào trong trang hộ em. Còn bây giờ thì rất là khá muộn rồi. Cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ em Nga đến tận giờ này. Còn chị yêu nào mà xem lại live, các chị yêu có thể chốt cho em Nga. Cái bộ này các chị yêu mà thích cái kiểu cổ bẻ này, lấy cho em cả hai màu cũng được, cả đen lẫn trắng đi các chị ạ. Thực sự luôn, vì cái dòng mà cổ bẻ cái kiểu phối như này hiếm, em thấy ít cả. Tại vì đa số em thấy gặp, đa số nó là cái kiểu một màu nâu nâu hoặc cái kiểu gì ấy, nó không có kiểu phối này đâu. Nó ít những cái dòng phối đỏ như thế này. Nên em nhìn cái phối này là em ưng ngay vào luôn. Đấy ạ. Cảm giác mình mặc nó được nhiều gì mà nó rất là ấn tượng. Đấy ạ, độc đáo. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Bây giờ thì em xin phép dừng live tại đây. Cảm ơn các chị. Hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo nha. Đẹp quá, bộ này xinh đẹp. Bộ này mê ghê cơ.